Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 326, đồng hương gặp đồng hương. Trương Dương nói, về đây làm gì vậy? Chu Vân Phàm đáp, đầu tư. Trương Dương nói, thật là chỉ có anh thôi. Gặp phải phiền phức thì vỗ mông đi mất, giờ đây lại quay về, đầu tư gì cơ chứ? Sao, muốn trở thành một người thương nhân yêu nước mẫu mực à? Chu Vân Phàm nghe ra Trương Dương khá có thành kiến với anh ta, có lẽ là do chuyện Hồ Nhân Như vào tù vì anh. Chu Vân Phàm giải thích, tôi từ trước đến giờ đều coi Hồ Nhân Như như con gái vậy. Sự việc lần trước không phải tôi muốn vậy, nếu như tôi là một gian thương bất nhân bất nghĩa, thì cũng không nộp đủ tiền phạt. Điểm này Chu Vân Phàm làm rất tốt, lúc đầu khi Hồ Nhân Như gặp phải khó khăn, tên này đã cung cấp một cuốn ghi chép đầu tư, ghi chép đó đã giúp cho Hồ Nhân Như được giải thoát. Có điều từ chuyện đó Trương Dương cũng nhận ra con người của Chu Vân Phàm, người này làm chuyện gì cũng không từ thủ đoạn, đầu đầu cũng để lại đuôi, ở cùng với anh ta cần phải hết sức cẩn thận. Trương Dương nói, Hồ Nhân Như đang ở Hồng Kông đăng ký một công ty quảng cáo. Chu Vân Phàm nói, tôi đang làm về ngành giao lưu văn hóa, tôi và Bollywood của Ấn Độ có quan hệ khá tốt, về sau cần phải tăng cường giao lưu Trung Ấn. Trương Dương chẳng có thiện cảm gì với lão hồ ly này, nói có cơ hội thì đến Giang Thành đầu tư đi. Chu Vân Phàm nói, nhất định rồi. Cô gái bên cạnh nhỏ nhẹ nói, Grass, chẳng phải anh nói sẽ làm một bộ clip hát cho em sao? Chu Vân Phàm cười ha ha nói, đã đang chuẩn bị làm rồi, mấy ngày nữa, đạo diễn của Bollywood sẽ đến Trung Quốc chọn cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương và Cố Gia Đồng đều không chịu nổi tên lừa bịp này, hai người đứng dậy cáo từ, Chu Vân Phàm tiễn Trương Dương đi ra ngoài cửa, rồi thấp giọng nói, chủ nhiệm Trương, về sau nếu có nhu cầu gì ở bên Ấn Độ, thì đừng ngại tìm Ras tôi. Trương Dương vui vẻ nói, Ras tiên sinh yên tâm, tôi chưa từng gặp Chu Vân Phàm. Hai người lên xe, Cố Gia Đồng trao mày nói, tên Chu Vân Phàm này chẳng phải là loại tử tế gì, anh cách xa hắn ra. Trương Dương nói, cũng được coi là còn chút lương tâm, việc của nhân như hắn ta đã bỏ không ít tiền. Cố Gia Đồng nói, đó là khi chưa đến lúc quan trọng nhất, nếu thật sự đến lúc đó, thì ngay cả cha mẹ ruột hắn cũng có thể mang ra bán được. Trương Dương cười nói, thôi không nói đến anh ta nữa, loại người này sẽ tự tìm được mảnh đất sinh tồn của anh ta. Hắn vừa lái xe vừa nói, cha em nói thế nào? Cố Gia Đồng nói, ông chẳng nói gì cả, sau khi anh về, ông đến phòng đọc sách. Trương Dương nói, em nói xem chuyện của hai chúng ta, cha em liệu có nhận ra không? Em không biết. Trương Dương nói, anh cảm thấy rằng bí thư Cố rất nhạy bén, chẳng có chuyện gì giấu được ông ấy. Cố Gia Đồng nói, những lời anh nói tối nay có ý gì? Trương Dương nói, gần đây Đỗ Thiên Giã cũng không được thuận lợi ở Giang Thành, một đám lão già nhảy ra đối đầu với ông ấy, anh chẳng phải là muốn nhờ bí thư Cố đứng ra dẹp mấy đám đó hay sao? Cố Gia Đồng cười, lấy việc công báo thù riêng thì đúng hơn. Đỗ Thiên Giã là bí thư thị ủy, nếu như ngay cả điểm này cũng không giải quyết được thì ông ấy không cần thiết phải ngồi trên cái ghế ấy nữa. Trương Dương nói, thật kỳ lạ, đám đó nhảy gì nhỉ? Rõ ràng biết rằng thị trưởng Tống rất ủng hộ Đỗ Thiên Giã. Cố Gia Đồng bất mãn nhìn Trương Dương, ý anh là gì chứ? Chẳng lẽ anh nghĩ rằng họ đối đầu với Đỗ Thiên Giã là do cha em đứng sau lưng à? Trương Dương nói, anh không nói như vậy, thật là kỳ lạ, mấy lão già đó đều là hồ ly tinh, biết thừa rằng họ không dám nhảy, nhưng lần này lại biến thành anh hùng chẳng biết sợ ai thế này, đối đầu với Đỗ Thiên Giã, nếu như không có ai đứng đằng sau họ, thì họ dám đâm đầu vào chỗ chết như vậy sao? Cố Gia Đồng nói, vì thế anh nghi ngờ cha em. Trương Dương nói, anh không nói là nghi ngờ cha em, từ trước đến giờ cha em đều rất thích Đỗ Thiên Giã, ông làm việc rất quang minh chính đại. Tuyệt đối không làm việc đó. Cố Gia Đồng nghe hắn nói vậy mới nguôi giận, gần đây cha em thay đổi rất nhiều, những việc công tác ông bắt đầu buông tay rồi. Trương Dương nói, con người ta đến lúc này rồi, thì tâm lý sẽ có sự thay đổi, cha em cũng là người chứ chẳng phải thần thánh gì, ông cũng phải đối mặt với sự thay đổi đó, thực ra cơ thể ông chẳng có vấn đề gì cả, chỉ vì sắp phải nghỉ hưu, nên ông hơi thất vọng thôi. Cố Gia Đồng cười nói, không ngờ anh còn là bác sĩ tâm lý nữa. Trương Dương nói, điều này không khó phân tích mà. Cố Gia Đồng, anh cũng nên quản ít mấy chuyện đấu đá nhau thôi, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, anh cứ ở lại Đông Giang này cho thoải mái một thời gian. Trương Dương nói, anh lúc nào cũng hừng hực sức lực, không ngồi không được. Cố Gia Đồng trừng mắt với hắn, anh cũng biết vậy đấy. Hay là anh tiêu hao bớt sức lực lên người em nhé,
thế này thì anh có thể yên ổn ở lại Đông Giang rồi. Cố Gia Đồng cười mắng, lưu manh. Anh lưu manh mà em còn vui thế à? Cút! Trương Đại Quan không phải chỉ ở Đông Giang một hai ngày, Viên Ba đã giúp hắn tìm một chiếc xe máy cũ, không phải là hắn không tìm được xe tốt, chủ yếu là giờ đây Trương Đại Quan muốn khiêm nhường. Hơn nữa, nơi như trường đảng rất nhiều tinh anh, nếu lái một chiếc xe tốt đến khoe mẽ, nói không chừng lại làm ai đó không thuận mắt rồi gây chuyện. Trương Dương đi chiếc xe máy hạnh phúc đến bãi đỗ xe trường đảng, đến đó mới cảm thấy mình thật sự quá khiêm nhường, phóng tầm mắt ra cả bãi đỗ xe, chiếc xe nát nhất chính là xe của hắn. Con người thường như vậy, càng muốn khiêm nhường thì càng trở nên khác người, Trương Đại Quan lại trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, người khác không thể không nghĩ, người này là ai vậy? Lái một chiếc xe máy rách dưới đến trường đảng học, thật mất mặt, là thằng nhà quê ở đâu ra thế? Trong số đó không ít người biết Trương Dương, Thường Hải Tâm là một trong số đó, giờ đây cô là cán bộ nữ thanh niên được bồi dưỡng trọng điểm của Lam Sơn, những cuộc huấn luyện cán bộ trường đảng, về cơ bản không thể thiếu sự góp mặt của cô, cái này gọi là một người làm quan cả họ được nhờ, đừng ai cảm thấy không phục, bây giờ tất cả mọi người đều thế cả. Thường Hải Tâm lái chiếc Satana đến, cô vừa dừng xe xong, đã thấy tiếng ru của xe máy, thấy Trương Dương lái xe máy đi đến, tên này dường như không nhận thức được việc mình trở thành mục tiêu chú ý của quần chức, mình một chỗ dừng chiếc xe máy của hắn. Thường Hải Tâm đang định ra chào Trương Dương, thì nhìn thấy bảo vệ đã đi về phía Trương Dương nói, này, cậu dừng xe ở đây à? Trương Dương nói, đừng nghĩ tôi hẹp hòi vậy. Thường Hải Tâm nói, tôi thấy anh còn không bằng đứa con gái như tôi kìa. Trương Dương nói tiếp một câu, đương nhiên là tôi rộng lượng hơn cô rồi. Thường Hải Tâm bị một câu nói của hắn làm cho mặt đỏ gay, lườm sang hắn, thì phát hiện ra Trương Đại Quan chẳng có biểu hiện gì, hóa ra người ta không nghĩ như vậy, chỉ là cô đã nghĩ nhiều quá thôi. Sau khi hai người báo danh, lại đi lấy chìa khóa ký túc, Trương Dương không định sống ở trường, có điều hắn cũng cầm lấy chìa khóa, buổi trưa còn có trốn nghỉ chân. Hắn giúp Thường Hải Tâm vác hành lý lên ký túc. Ở cùng phòng với Thường Hải Tâm là một người cán bộ nữ trạc hơn 30 tuổi, không ngờ cũng từ Giang Thành đến đây, là của bộ tuyên truyền thành phố Phong Dịch. Mặc dù Trương Dương không quen cô ấy, nhưng cô ta lại quen Trương Dương, cười giơ tay ra, chủ nhiệm Trương, chào anh, tôi là phó bộ trưởng tuyên truyền thành phố Phong Dịch Lương Diễm. Trương Dương nói, đây chẳng phải là bãi đỗ xe sao? Tôi không đỗ xe ở đây thì đỗ ở đâu? Đây là chỗ của xe ô tô, cậu đẩy xe đi ngay. Đỗ xe vào bãi đằng sau ngay. Bảo vệ rất sắc sược. Nếu như tên này nói tử tế thì Trương Dương cũng đồng ý, nhưng không những người bảo vệ này sắc sược, lại còn ngạo mạn. Trương Đại Quan mặc dù gần đây gặp phiền phức, nhưng có vậy cũng không thể để cho người khác coi thường mình như vậy. Hắn chẳng để ý đến tên bảo vệ, đi thẳng. Bảo vệ bực mình, đứng lên trước nắm lấy tay hắn nói, tôi đang nói anh đấy. Trương Dương đẩy người bảo vệ đó ngã ra, định giơ chân đạp vào người bảo vệ, mẹ kiếp. Mày là cái thá gì cơ chứ, mà cũng dám đến đây láo xược với ông. Chưa kịp đá vào, thì đã bị Thường Hải Tâm cản lại, Trương Dương, anh đang làm gì đấy? Trương Dương thấy Thường Hải Tâm hơi ngại, hắn thu chân về, tôi ghét nhất là loại chó tưởng người thấp. Người bảo vệ đó cũng là sợ gặp phiền phức, thấy Trương Dương lỗ mãng vậy, sau khi bỏ dậy, vội vàng lẩn đi. Thường Hải Tâm thấy không ít người đã vây lại, vội vàng thúc Trương Dương đi mau. Trương Dương cầm cặp công văn. Đi theo Thường Hải Tâm. Hai người nói cùng lúc, anh cô cũng đến trường đảng học à? Trương Dương cười nói, cô nói trước đi. Thường Hải Tâm nói, đây là trường đảng, đừng có làm liều vậy, ảnh hưởng không tốt đâu. Cô cũng đã nghe chuyện Trương Dương bị miễn chức, biết rằng tâm trạng hắn không tốt, cười nói, giờ đây anh giống như một bà già hay càu nhàu vậy. Trương Dương nói, đừng nghĩ tôi hẹp hòi vậy. Thường Hải Tâm nói, tôi thấy anh còn không bằng đứa con gái như tôi kìa. Trương Dương nói tiếp một câu, đương nhiên là tôi rộng lượng hơn cô rồi. Thường Hải Tâm bị một câu nói của hắn làm cho mặt đỏ gay, lườm sang hắn, thì phát hiện ra Trương Đại Quan chẳng có biểu hiện gì, hóa ra người ta không nghĩ như vậy, chỉ là cô đã nghĩ nhiều quá thôi. Sau khi hai người báo danh, lại đi lấy chìa khóa ký túc, Trương Dương không định sống ở trường, có điều hắn cũng cầm lấy chìa khóa, buổi trưa còn có trốn nghỉ chân. Hắn giúp Thường Hải Tâm vác hành lý lên ký túc. Ở cùng phòng với Thường Hải Tâm là một người cán bộ nữ trạc hơn 30 tuổi, không ngờ cũng từ Giang Thành đến đây, là của bộ tuyên truyền thành phố Phong Dịch, mặc dù Trương Dương không quen cô ấy, nhưng cô ta lại quen Trương Dương, cười giơ tay ra, chủ nhiệm Trương, chào anh, tôi là phó bộ trưởng tuyên truyền thành phố Phong Dịch Lương Diễm.
Trương Dương vừa nghe đến Phong Dịch, cũng cười bắt tay lại, đồng hương. Lương Diễm cười nói, đúng thế, chủ nhiệm Trương là người nổi tiếng của Giang Thành chúng ta. Trương Dương nói, tiếng cũng có tiếng tốt và tiếng xấu, cô cũng đừng gọi tôi là chủ nhiệm Trương nữa, giờ đây tôi chỉ là dân thường thôi. Lương Diễm còn kiêm cả phó giám đốc đài truyền hình thành phố Phong Dịch, cô ta đương nhiên là biết chuyện xảy ra với Trương Dương, cười không nói gì. Khi Trương Dương giúp Thường Hải Tâm thu dọn đồ đạc, lại có một người đàn ông nữa đẩy cửa đi vào, hóa ra là chồng của Lương Diễm, trấn trưởng thị trấn Liễu Tập của thành phố Phong Dịch, chức quan của anh ta nhỏ hơn của vợ, trong gia đình cũng chẳng có mấy tiếng nói, bình thường Lương Diễm luôn hơn chồng một cái đầu. Dương Phong vừa vào, Lương Diễm đã nói, anh làm cái trò gì thế hả? Sao giờ mới đến? Dương Phong nói, trường đảng có một bạn học cũ của anh đến phòng làm việc của anh ta nói chuyện một lúc. Lương Diễm trừng mắt với chồng, rồi mới giới thiệu Trương Dương và Thường Hải Tâm cho anh ta, Dương Phong cũng nghe nói đến đại danh của Trương Dương, bắt tay Trương Dương rất nhiệt tình, chủ nhiệm Trương, tôi đã nghe danh anh từ lâu. Trương Dương cảm thấy hai vợ chồng nhà này rất tầm thường, nói vài câu rồi mượn cớ có việc, cùng Thường Hải Tâm rời khỏi ký túc xá. Trương Dương và Thường Hải Tâm vừa đi khỏi, Dương Phong đã thấp giọng nói với Lương Diễm, anh ta chính là người chủ nhiệm đánh thương nhân đầu tư đấy à? Lương Diễm gật đầu. Dương Phong nói, khi đã xa cơ thì Phượng Hoàng chẳng bằng gà, em khách khí với anh ta vậy làm gì? Lương Diễm tóm lấy tai của Dương Phong, hèn chi anh chẳng thể ngóc đầu lên được, chẳng có chút xúc giác chính trị nào hết, anh cũng chẳng thèm động não mà suy nghĩ xem, anh ta phạm phải lỗi lầm lớn như vậy, nếu như là người khác thì bị khai trừ từ lâu rồi, nhưng người ta vẫn đến trường đảng để học, biết thế gọi là gì không? Đây gọi là lánh nạn đấy, em dám chắc chắn rằng, sau khi về đến Giang Thành nhất định anh ta sẽ được hồi phục chức quan. Dương Phong gỡ tay vợ ra, xoa xoa bên tai đang đỏ rực, sao em lại khẳng định đến vậy? Lương Diễm nói, vì chuyện của anh ta, thị ủy còn đưa cả thông báo xuống nữa, nghiêm cấm tất cả các phương tiện truyền thông của Giang Thành tiếp tục phát tin tức về việc anh ta đánh người đầu tư, nghe nói Bộ trưởng tuyên truyền thị ủy Dương Khánh Sinh vì chuyện này mà bị mắng. Dương Phong nói, thế thì đã làm sao? Lương Diễm giận dữ mắng, anh đúng là đồ ngu. Cô ta vừa tìm được số điện thoại của Thường Hải Tâm, mỉm cười nói, cơ hội này tốt biết mấy, xích gần lại với người ta, tạo ra một mối quan hệ tốt, nói không chừng về sau có thể dùng. Trương Dương và Thường Hải Tâm vừa đi ra khỏi ký túc xá đã nhận được điện thoại của Lương Diễm. Sự nhiệt tình của Lương Diễm làm cho Thường Hải Tâm không nỡ khước từ, không đợi Thường Hải Tâm tỏ ý, Lương Diễm đã nói, quyết định như vậy nhé. Hai người đợi một chút, tôi và nhà tôi ra bây giờ. Thường Hải Tâm cục điện thoại, nói với Trương Dương, chị Lương cứ nhất định mời chúng ta ăn cơm. Trương Dương cười đáp, có quen biết gì đâu, khách khí gì chứ. Hai người đang nói chuyện, Dương Phong đã thở hồng hộc đuổi theo gọi, chủ nhiệm Trương, chủ nhiệm. Thường, đợi một chút, đợi một chút. Thường Hải Tâm cười nói, tôi không phải là chủ nhiệm gì đâu, tôi chỉ là một thư ký nhỏ thôi. Dương Phong vốn đã hơi béo. Vừa chạy được một đoạn ngắn đã đổ rất nhiều mồ hôi, anh ta vừa lau mồ hôi vừa nói, đã đến trưa rồi, mọi người cùng đi ăn cơm thôi. Trương Dương cười, vốn đã định từ chối, nhưng thấy người ta mệt đến thế này, thật sự không dễ khước từ, dù sao thì cũng đã đến trưa, dù gì cũng phải ăn cơm. Thường Hải Tâm về sau dù gì cũng phải ở cùng với Lương Diễm trong một tháng, đương nhiên cô không nỡ khước từ lời mời của người ta. Thế là bốn người đến nhà hàng công nông binh đối diện trường đảng. Ông chủ của nhà hàng này cũng rất sáng tạo, đặt tên cửa hàng ăn là công nông binh, bên trong cũng toàn cờ đỏ, người phục vụ mặc quân phục, nhìn giống như những quân hồng vệ thời cách mạng văn hóa vậy. Các phòng ăn thì tên là phòng lên núi, phòng về quê, phòng sản xuất, phòng lao động. Phòng của họ tên là phòng lao động, Dương Phong gọi mấy món đặc sắc của nhà hàng. Trương Dương khách khí nói, bọn họ không nhiều người, đừng gọi nhiều quá, đỡ lãng phí. Rượu lấy từ trong xe Dương Phong. Và cũng là đặc sản Thanh Giang, Trương Dương xua tay, chưa bao giờ hắn từ chối như thế này, tôi không uống rượu, ngay của Thường Hải Tâm đều cảm thấy ngạc nhiên. Thật ra nguyên nhân Trương Dương không uống rượu là vì không quen thân với hai vợ chồng Lương Diễm. Còn nữa, buổi tối hắn phải mời khách ở Vọng Giang lâu, mời mấy anh em ở Đông Giang. Dương Phong cười nói, không uống thì thôi vậy, chúng ta ăn cơm, câu này của anh ta vừa buông ra, Dương Phong đã bị vợ đá cho một cái, Dương Phong đã kết hôn nhiều năm nay. Đương nhiên hai vợ chồng rất hiểu nhau, anh ta vừa nhận được tín hiệu của vợ đã hiểu ngay, người ta không uống rượu, có thể là do rượu không ngon, thế là mượn cớ đi rửa tay, ra ngoài mua một chai Mao Đài về.
Trương Dương thấy Dương Phong ra ngoài mua rượu, thấy dở khóc dở cười, người ta đã hiểu nhầm ý hắn rồi, có điều hai vợ chồng này cũng thật lắm tiền, dựa vào mấy đồng lương của họ làm sao có thể nói bỏ là bỏ tiền ra mua Mao Đài được, có điều nghĩ đến hai người họ đều là cán bộ, trên tay có không ít quyền lực, những thứ này đều báo cho tiền công được cả. Trương Dương nói, trấn trưởng Dương à, tôi không có ý này, anh đừng mở rượu, gần đây tôi không được khỏe, thật sự không uống được. Lương Diễm cười nói, không uống được thì uống ít một chút. Đồng hương gặp nhau làm sao không uống ít rượu được, cô ta dục Dương Phong mở chai rượu, rót cho Trương Dương một cốc. Trương Dương là cao thủ uống rượu, bình thường hắn lại hay uống Mao Đài, nên rất quen thuộc, rượu vừa được rót ra cốc, hắn ngửi một chút đã nói, trấn trưởng Dương, rượu này anh mua ở đâu thế? Mua phải rượu giả rồi. Dương Phong cũng chưa từng uống Phi Thiên Mao Đài, anh ta cầm cốc rượu lên nhấm một ngụm, rồi lè lưỡi nói, giả thật rồi. Lương Diễm tức đến độ đỏ bừng mặt, cô ta tức không phải vì mua nhầm rượu giả, mà là mất mặt trước Trương Dương, cô ta tức tối nói, Dương Phong, anh còn làm được cái gì hả? Rượu thật rượu giả mà cũng không phân biệt được, anh còn không mau đi đổi. Dương Phong ngại ngần gật đầu, cầm chai rượu lên, rồi đóng nắp lại, đi đến tiệm rượu ở bên cạnh đổi. Trương Đại Quan không phải lần đầu tiên trải qua việc rượu giả thế này, cùng với việc phát triển của cải cách mở cửa, các loại sự kiện mặt trái cũng dần xuất hiện, làm giả làm nhái sản phẩm bắt đầu trở nên thịnh hành trên Trung Quốc. Giờ đây trên thị trường có rất nhiều rượu Mao Đài giả, mua phải rượu giả thì dễ, mua được rượu thật thì rất khó, đây cũng là một hiện tượng không lấy gì làm lạ. Dương Phong đi ra ngoài, rất nhanh anh ta đã chứng minh được một việc, rồng mạnh không ức hiếp rắn dưới đất, mặc dù trước mặt vợ anh ta sợ một phép, nhưng đến cửa hàng rượu bên cạnh nói mấy câu, thì anh ta sung hẳn lên. Dù thì người ta cũng là người đứng đần một thị trấn, cũng phải biết tức chứ, khi anh ta tức lên, liền đập chai rượu lên quầy bán, làm cho nó nứt ra. Ông chủ quán rượu đó tóm được lý lẽ, ngay lập tức tóm lấy Dương Phong bắt anh ta đền tiền, trong khi lời qua tiếng lại với nhau, Dương Phong bị ăn hai quả đấm. Động tĩnh bên ngoài làm cho đám người Trương Dương chú ý, Trương Dương vừa đoán đã đoán ra có lẽ Dương Phong gặp phải phiền phức rồi, việc đã rơi lên đầu hắn, không muốn quản cũng phải quản. Mấy người ra ngoài xem, thấy ba người đàn ông đang vây lấy Dương Phong đánh. Trương Dương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, do dự không biết có nên Red Eye giúp đỡ không, Lương Diễm đã kêu thét lên một tiếng xông ra đằng trước, trong quá trình chạy đã cởi áo khoác, nắm nắm đấm, tát cho ông chủ quán rượu đang đánh Dương Phong một cái thật đau. Lương Diễm ra tay rất mạnh, một cái tát đã làm cho ông chủ quán rượu ngã lăn ra mặt đất, sau đó Lương Diễm giơ chân phải lên, đạp vào hạ bộ của ông chủ đó. Trương Dương buồn cười. Hóa ra Lương Diễm là một người đã từng học võ. Từ những hành động của Lương Diễm hắn nhìn ra được cô ta cũng có tí võ vẽ, đương nhiên không phải là cao thủ gì, có điều, đòn bất ngờ của cô ta cũng đánh cho ông chủ quán rượu lăn lộn vì đau đi. Lương Diễm vừa ra tay, đối phương cũng chẳng để yên nữa, ngay lập tức có người đá vào mông cô ta, dù sao thì Lương Diễm cũng là phụ nữ, đối phương lại đông, cô ta kêu lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Ông chủ quán rượu đó bị đánh đỏ bừng mắt lên. Nhấc chiếc ghế lên định đập vào Lương Diễm, Trương Dương vội vàng giơ tay nắm lấy tay của ông ta, lúc này còi cảnh sát đã vang lên. Đồn cảnh sát ở cách đây khoảng hơn 200 mét, bên này vừa xảy ra chuyện bên đó đã biết rồi. Có điều đám cảnh sát này cũng thật là khoa trương, gần như vậy mà còn lái cả xe cảnh sát đến, tiếng còi cảnh sát vẫn đang hú lên, từ trên xe bước xuống ba cảnh sát. Một trong số đó là một người béo, đương nhiên đó là người dẫn đội, chỉ vào họ nói, làm gì thế hả? Ban ngày ban mặt đánh nhau cái gì? Trong mắt còn có pháp luật nữa không? Trương Dương bỏ tay ông chủ quán rượu ra, trong cả quá trình hắn chưa đánh người, chỉ là kịp thời ra tay ngăn chặn hành động của ông chủ quán rượu này, thật ra hắn cũng chưa kịp ra tay, nếu như đám cảnh sát này đến muộn một bước nữa, thì Trương Đại Quan sẽ phạm phải sát giới rồi. Thường Hải Tâm đến bên cạnh Trương Dương, cô cũng rất vui vì Trương Dương không ra tay đánh người, lần này quả thực không dễ dàng. Người cảnh sát béo đến trước mặt ông chủ quán rượu, Chu Xuyên, thế này là thế nào? Người tên Chu Xuyên đó chỉ vào hai vợ chồng Dương Phong, họ đến vu khống cho tôi bán rượu giả, còn đập tiệm của tôi nữa. Lương Diễm cũng không phải là dạng vừa, cô nghiêm nghị nói, ông không bán rượu giả. Chúng tôi có chứng cứ, vừa nói đến chứng cứ cô ta quay sang nhìn Dương Phong, rượu đâu rồi? Dương Phong lúc này mới nhớ lại lúc ở trong tiệm, vừa nãy chỉ đấu lẽ với mọi người. Bị họ cất chai rượu đi rồi. Ông chủ quán rượu quay người đi vào trong, lấy ra một chai rượu nói tôi bán rượu giả. Ai chẳng biết đến tiếng của tôi,
tôi bán rượu ở đây đã hơn 10 năm rồi, có ai nói tôi bán rượu giả chưa? Ngay cả các đồng chí ở đồn cảnh sát cũng đều mua rượu mua thuốc lá ở chỗ tôi cả, họ đã lần nào bị mua phải đồ giả chưa? Chai rượu Mao Đài này, nếu là giả, thì tôi sẽ ăn cả cái bình. Ông ta tức giận, làm cho rượu bắn ra, mọi người đều ngửi thấy mùi thơm của rượu, đúng thật là rượu Mao Đài đích thực. Trương Dương đã hiểu, chai rượu này rõ ràng đã bị đổi rồi. Hai vợ chồng Dương Phong cũng hiểu, mặt Lương Diễm trắng bệch nói, ông đã đổi chai rượu đó rồi. Chu Xuyên cười lạnh lùng nói, cây ngay không sợ chết đứng, Chu Xuyên tôi làm ăn đường hoàng chân chính, các người vu oan cho tôi bán rượu giả, còn đập quầy rượu của tôi yêu cầu các người phải bồi thường. Người cảnh sát béo đi qua đó cầm chai Mao Đài lên ngửi, đây có phải là rượu giả đâu. Anh ta nói vậy vì thật sự chai rượu đó không phải là giả, còn một lý do nữa là đồn cảnh sát rất quen thuộc với Chu Xuyên, bình thường họ đều lấy đồ trong tiệm của ông ta, Chu Xuyên cũng rất biết cách làm việc, thỉnh thoảng lại tặng họ mấy bao thuốc, rồi mời họ uống rượu, những cảnh sát này đương nhiên sẽ giúp ông ta. Viên cảnh sát béo đưa rượu đến trước mặt Dương Phong nói, anh nói rượu này là giả. Dương Phong nhìn chai rượu đã bị đổi đó không nói được câu nào. Lương Diễm tức giận nói, đã bị đổi rồi. Viên cảnh sát béo nói, thật không hiểu nổi các người, ăn cơm cho tử tế thì không ăn, còn gây chuyện. Tiếng lười nhác của Trương Dương cất lên từ đằng sau, anh là người giám định à? Anh vừa nhìn là biết rượu đó là thật hay giả. Viên cảnh sát béo quay người lại. Trương Dương nhìn anh ta nói, lương tháng của anh có lẽ không mua nổi hai chai rượu Mao Đài, anh đã uống đến mấy lần rồi hả? Câu này thật sự có phần sỉ nhục người khác. Viên cảnh sát béo tức đỏ mặt, các người đi theo tôi về đồn. Nói rõ chuyện này cho tôi. Trương Dương nói như vậy vì khu này thuộc vào phân cục của Quảng Thịnh, Trương Đức Phóng là phó cục trưởng phân cục Quảng Thịnh, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Trương Đức Phóng, rồi gọi viên cảnh sát béo đó, anh lại đây. Viên cảnh sát tức tối, mẹ kiếp mày là thằng nào chứ? Dám lên mặt trước mặt ta. Trương Dương nói, điện thoại của Trương Đức Phóng anh cũng không nghe. Viên cảnh sát béo vừa nghe đã sợ, Trương Đức Phóng là nhân vật gì chứ? Người ta là phó cục trưởng phân cục Quảng Thịnh, còn là cháu của bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi, dù là cục trưởng cục thành phố cũng phải nể mặt anh ta. Viên cảnh sát béo vội nghe điện thoại. Tôi là Trương Đức Phóng, anh là ai? Viên cảnh sát béo cười nói rõ họ tên. Trương Đức Phóng nói rất dứt khoát, người bị đánh là bạn tôi, anh xem giải quyết thế nào thì giải quyết. Viên cảnh sát béo đã hiểu, người ta đã ra lệnh như vậy rồi. Bạn anh ta bị đánh. Nói cách khác ông chủ quán rượu là kẻ đánh người. Anh ta đưa điện thoại cho Trương Dương, đi cùng tôi về đồn giải quyết. Đến đồn công an, có thể là do viên cảnh sát béo đã nói gì với Chu Xuyên, thái độ của ông ta quay ngoắt 180 độ, không những trả lại tiền rượu cho Dương Phong, mà còn bồi thường cho Dương Phong 200 tệ viện phí, việc này dừng lại ở đó. Trương Dương cùng mọi người rời khỏi đồn cảnh sát, hai vợ chồng Dương Phong thông qua sự việc này đã càng bái phục Trương Dương. Một cuộc điện thoại của người ta đã làm cho sự việc này giải quyết xong, cần phải biết đây là trung tâm tỉnh, chứ không phải là Giang Thành, có thể thấy quan hệ của Trương Dương rất rộng lớn, thể diện cũng lớn, hai người họ càng muốn xích lại với Trương Dương, nhưng Trương Dương qua sự việc này cũng chẳng còn muốn ăn cơm nữa, mượn cớ nhà có việc liền trèo lên chiếc xe máy nát của hắn đưa Thường Hải Tâm đi. Hai người tìm một nhà hàng ăn tạm bữa cơm rồi đến sân bowling của Đinh Triệu Dũng để giết thời gian. Thật là tình cờ. Lương Thành Long và Trần Thiệu Bân cũng ở đó, thấy Trương Dương và Thường Hải Tâm đến, hai người đặt bóng xuống ra đón. Trương Dương xua xua tay, mấy người chơi đi, tôi đến đây chỉ là để đi lòng vòng tí thôi. Đinh Triệu Dũng nghe nói Trương Dương đến, cũng đi khỏi phòng làm việc, công ty vi tính mới mở của anh ta kinh doanh rất tốt, sau Tết việc kinh doanh của sàn bowling cũng đột nhiên tốt hẳn lên, năm nay tài vận đến, anh ta cười nói chẳng phải là tối mới mời khách ăn cơm sao? Sao giờ đã đến rồi? Trương Dương cười nói, hôm nay đến trường đảng báo danh, tôi chẳng còn việc gì làm nữa, lại gặp bạn học của tôi, nên đến chỗ anh giết thời gian. Đám Đinh Triệu Dũng trước đó chưa từng gặp Thường Hải Tâm, đều tưởng rằng đây là bạn gái mới của Trương Dương, thầm bái phục tên này to gan, trên đất Đông Giang mà cũng dám làm vậy. Trần Thiệu Bân cười hỉ hả đến trước mặt Thường Hải Tâm nói, Thường Tiểu Thư, chào cô, tôi là anh em tốt nhất của Trương Dương, tôi tên Trần Thiệu Bân. Là cán bộ bộ phận vay vốn của Ngân hàng Công Thương Bình Hải. Nói rồi anh ta giơ tay ra. Thường Hải Tâm vẫn nút tay vào áo cười nói, anh đánh bowling còn chưa rửa tay kìa. Một câu nói của cô làm cho tất cả mọi người đều cười rộ lên. Trương Dương nói, Trần Thiệu Bân à,
Lê San San của anh đâu? Trần Thiệu Bân ủ rũ nói, chia tay rồi, khỉ thật, nói đến chuyện này lại bực mình. Khi anh ta nói câu này quay sang lườm Lương Thành Long. Trên mặt Lương Thành Long rất ngại ngần, nói, nào, chơi tiếp thôi. Trần Thiệu Bân nói, không đánh nữa, tôi đi vệ sinh. Trương Dương nhận ra giữa hai người có gì đó không phải, thấp giọng nói, sao thế? Lương Thành Long thở dài, Lê San San bám lấy Hà Trường An rồi. Trương Dương ngớ người, ngay lập tức hiểu ra, 89 phần là do tiểu tử Lương Thành Long này đắp cầu thê húc, giờ đây anh ta cùng Hà Trường An liên thủ khai phá thương trường bách hóa đồ may mặc Đông Giang, hai người phải liên hệ rất nhiều, Lê San San và Bạch Hiến lại là bạn tốt của nhau, nhất định là quen Hà Trường An qua tầng quan hệ này. Thường Hải Tâm hơi phản cảm với chuyện này, một mình đi chơi bóng. Ninh Triệu Dũng gọi mấy cốc nước hoa quả, Lương Thành Long và Trương Dương ngồi xuống, Trương Dương nói, anh chẳng tử tế chút nào cả, bạn gái của anh em mà còn giới thiệu ra ngoài được. Lương Thành Long thầm kêu khổ, lương tâm tôi lương thiện, tôi vốn không giới thiệu Lê San San với Hà Trường An, ai ngờ ăn cùng nhau một bữa cơm, cô ta đã bám dính lấy người ta rồi, phụ nữ giờ thật là thực tế, nghe nói người ta có tiền, là muốn nhảy lên giường người tan gai được. Ninh Triệu Dũng nói, dù sao thì tiểu tử nhà anh cũng vẫn không được, Trần Thiệu Bân có ý kiến với anh là chuyện bình thường. Lương Thành Long nói, thật sự không liên quan gì đến tôi, thật ra chúng ta nhìn từ một góc độ khác, cũng chưa chắc đã không phải việc tốt, Lê San San rất tham tiền, dù là có thành công được với Trần Thiệu Bân thì sớm muộn gì cũng chia thôi, mượn việc này để thanh lọc một người, tôi cảm thấy còn đỡ. Trương Dương gật đầu, Hà Trường An đang ở Đông Giang. Lương Thành Long nói, không ở đây, anh ta rất hào phóng, sau khi lấy công trình thương trường bách hóa đồ may mặc Đông Giang, đều đưa cho tôi cả, giờ đây tôi đang làm, hợp tác với anh ta rất vui. Trần Thiệu Bân bước đến nói, có tiền thật là tốt, muốn làm gì thì làm được cái đấy. Lương Thành Long rất ngại với anh ta, biết rằng anh ta đang nói mình, nên không nói gì thêm nữa. Trương Dương cười nói đến tiền thì anh lắm tiền nhất, từng cục, cho người ta vay vốn mấy trăm triệu. Trần Thiệu Bân thở dài nói, làm gì mà giỏi được như anh nói. Có phải là tiền của tôi đâu, nếu lấy là bị bắt ngay. Ninh Triệu Dũng cười, chúng ta đừng nói đến tiền nữa, tầm thường lắm. Lúc này nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng hoan hô, Thường Hải Tâm đánh đổ hết tất cả. Trần Thiệu Bân nhìn Thường Hải Tâm, cười nói, Trương Dương, là bạn gái của anh à. Trương Dương lắc đầu, là em gái của bạn tôi, cha cô ấy là thị trưởng thành phố Lam Sơn Thường Tụng. Ánh mắt Trần Thiệu Bân sáng lên, gì nhỉ, anh thấy tôi thê thảm đến độ này rồi, giúp tôi giới thiệu, được không, coi như là giúp anh em một tay. Trương Dương lười nhác nói, có phải anh không quen đâu, muốn theo đuổi thì tự đi mà biểu hiện với người ta đi chứ. Hắn đứng dậy đi chơi bóng. Trần Thiệu Bân lại nói, chẳng có nghĩa khí gì hết. Lương Thành Long nói, anh cũng không nghĩ mà xem, anh ta không lôi kéo phụ nữ bên cạnh anh là tốt lắm rồi, mà anh lại còn định làm vậy với anh ấy. Trần Thiệu Bân trừng mắt với Lương Thành Long, chẳng có nghĩa khí gì, chẳng có nghĩa khí gì hết. Chương 327, cảm ơn CCTV. Buổi tối hôm đó, Trương Đại Quan mời đám bạn của hắn đến Vọng Giang Lâu. Hắn mời khách, không có ai là không đến, Cố Giai Đồng là người đến muộn nhất, ở ngoài cửa gặp được anh họ Trương Đức Phóng. Mặc dù hai người là anh em, nhưng Cố Giai Đồng không thích Trương Đức Phóng, không muốn gặp anh ta, cảm thấy Trương Đức Phóng quá giả tạo. Trương Đức Phong lại khá nhiệt tình với cô em họ này, anh ta chủ động bước đến, Gia Đồng, em đến rồi à? Nghe nói chú không được khỏe, anh đang định đến thăm ông. Cố Giai Đồng lạnh lùng đáp, yên tâm đi, không sao, mấy ngày nữa là lại khỏe lên thôi. Trương Đức Phóng là một người thông minh, anh ta biết rằng Cố Giai Đồng không thích anh ta cũng chẳng thèm để ý đến thái độ của Cố Giai Đồng. Lúc này Trương Dương đến, hỉ hả bắt tay với Trương Đức Phóng. Rồi lại giả đò như không biết, Tổng Giám Đốc Cố đến rồi. Câu này giả vờ hơi quá lố, Trương Đức Phóng rất rõ mối quan hệ của hai người họ, trong lòng nói, anh cứ ở đấy mà giả vờ đi, tôi đi vào trước. Cố Giai Đồng đến bên cạnh Trương Dương, thò tay cấu vào tay hắn ta, trách hắn ta giả vờ quá đáng. Trương Dương cười ha ha nói, gọi là chị Gia Đồng vẫn thân thiết hơn. Sau khi mọi người đã đến đủ, Trương Dương giới thiệu một lượt mọi người với nhau. Thật ra hôm nay người hơi lạ là Thường Hải Tâm. Vì hôm nay Trương Dương mời khách, vì thế hắn ngồi ở chỗ của chủ, thân phận của Cố Giai Đồng rất rõ ràng, nên cô ngồi cạnh Trương Dương, Thường Hải Tâm quen với Trương Dương nhất, nên cũng ngồi bên cạnh hắn,
thấy bên cạnh Trương đại quan có hai vị mỹ nữ, đúng thật là ngưỡng mộ. Trương Dương hơi ngán ngẩm, hôm nay ngoài mình, những người này đều không mang theo bạn gái, Trần Thiệu Bân đang thất tình không nói, nhưng Lương Thành Long làm sao thế nhỉ? Lương Thành Long nhìn đồng hồ, cười nói, Thanh Hồng đi chuyến máy bay 7 giờ tối, đến đây là 7 rưỡi rồi, chúng ta bắt đầu trước đi. Mặc dù nói Trương Dương mời khách, nhưng chẳng ai để hắn ta bỏ tiền, những người có thể ngồi ở đây đều là người có máu mặt cả, chẳng ai để tâm đến tiền của một bữa ăn này. Mấy cốc rượu xuống ruột, Trương Dương cười nói, ly rượu này tôi xin kính cục trưởng Trương, sự việc ngày hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Trương Đức Phóng cười nói, chỉ là chuyện vặt thôi, hà tất phải thế này. Cố Gia Đồng nghe ra Trương Dương đã gây chuyện, nhẹ nhàng hỏi, sao thế? Trương Dương nói lại câu chuyện của ngày hôm nay. Cố Gia Đồng nói, anh đúng là một con người gây tai họa, đi đến đâu gieo rắc tai họa đến đó. Trương Dương nói, không thể nói như vậy được, việc ngày hôm nay không liên quan gì đến tôi, Thường Hải Tâm cũng ở đó đấy, cô nói xem có phải vậy không? Thường Hải Tâm gật đầu, hôm nay Trương Dương không gây chuyện, tôi làm chứng cho anh ta. Cố Gia Đồng cười nói, cô là bạn của anh ta, nhất định phải nói đỡ cho anh ta rồi. Thường Hải Tâm rất hay ngại, bị câu này của Cố Gia Đồng làm cho đỏ bừng mặt. Trần Thiệu Bân nhân cơ hội này nói, tôi tin Thường Tiểu Thư, Thường Tiểu Thư vừa nhìn đã thấy đây đúng là một người làm chứng. Hôm nay anh ta chiếm vị trí bên cạnh Thường Hải Tâm, tất cả đều có tính toán hết. Lương Thành Long, Đinh Triệu Dũng đều hiểu cả, tất cả nhìn thấy rằng giữa Thường Hải Tâm và Trương Dương không thuần khiết như vậy, tuyệt đối không phải là quan hệ bạn bè bình thường, ai nấy đều thầm nghĩ tên Trần Thiệu Bân này chẳng có con mắt nhìn gì hết, nếu làm không tốt lại phải gặp bi kịch một lần nữa. Không khí bàn rượu ngày càng hòa hợp, chủ đề nói chuyện ngày càng sâu hơn, tự nhiên nói đến chuyện bãi miễn chức vụ lần này của Trương Dương, Trương Đức Phóng nói, bãi miễn chức đâu có phải là chuyện gì xấu, có ai thuận buồm xuôi gió đi đến hết sĩ đổ được, chưa nghe đến chuyện thủy triều hạ lại dâng à. Đây có khi lại là một sự mở đầu tốt đẹp, lùi một bước để tiến lên ngàn bước, tôi thấy đây là việc tốt đấy. Trương Dương cười tươi cầm cốc rượu lên, vì câu nói này của anh, chúng ta cạn một chén. Cố Gia Đồng tạt gáo nước lạnh, anh làm việc quá là tự kiêu, sự việc lần này không phải là ngẫu nhiên, nếu như về sau không chú ý, thì nhất định sẽ xảy ra lần nữa. Trương Dương nói, con người ta đâu phải cứ đen đủi mãi. Đinh Triệu Dũng nói, Tổng Giám Đốc Cố, gần đây bên tôi đã tiếp nhận một công trình tự động hóa làm việc, muốn nhờ cô giúp đỡ. Cố Gia Đồng nói, được thôi, anh cứ trực tiếp liên hệ với Giám Đốc Triệu, gần đây tôi đang lo việc bên xưởng thuốc. Lương Thành Long nói, Tổng Giám Đốc Cố mới đúng là người làm kinh doanh, những thiết bị của xưởng thuốc chuyển động một cái là có tiền rơi vào ngay. Cố Gia Đồng cười nói, đừng nói tôi, giờ đây mảnh đất màu mỡ nhất Đông Giang đang nằm trong tay anh rồi, lần này thì phát tài lớn rồi ấy chứ. Lương Thành Long rất mừng, nhưng trên miệng lại khiêm tốn nói, đất đó là của Hà Trường An, tôi chỉ là đến giúp đỡ việc lặt vặt thôi. Trương Dương chen vào, đừng nói thế chứ, tôi đã nghe nói rồi. Hà Trường An và anh là 50/50, lần này anh kiếm được không ít rồi. Viên Ba cũng nói theo, lần này Tổng Giám Đốc Lương nhất định phải mời khách. Lương Thành Long rất vui vẻ nói, thế này đi, đợi tôi làm xong bên công trình, tôi sẽ tặng mỗi người một chiếc điện thoại đời mới nhất. Trương Đức Phóng cười nói, tôi nhớ câu này rồi đấy nhé. Lúc đó Lâm Thanh Hồng từ ngoài cửa bước vào, cười nói, có chuyện gì lại náo nhiệt thế này. Cố Gia Đồng nói, chồng cô đang chuẩn bị phát di động cho chúng tôi đấy. Lâm Thanh Hồng cười nói, ôi chà, phát tí tài mà đã ngang ngược thế rồi à. Lương Thành Long nói, vợ à, em cho anh phát điện thoại thì anh mới phát, em không cho anh phát thì anh lại giao hết cho em. Câu nói của anh ta dẫn đến một tràng, xì, dài của mọi người, Lâm Thanh Hồng đương nhiên cũng không nhỏ nhen như vậy. Cô cười nói, nếu muốn tặng thì anh tặng nhanh lên, mọi người ghi vào sổ nợ rồi đấy. Cô nhìn thời gian, bảo phục vụ bật đèn trong phòng, Lương Thành Long không hiểu, làm gì vậy? Lâm Thanh Hồng cười nói, mọi người thật không biết à, tin tức thời không tối nay nói là có tiết mục của Trương Dương. Trương Dương cũng ngớ người, mặc dù hắn biết đài truyền hình Trung ương sẽ phát tin về hắn, nhưng không ngờ lại là tối hôm nay. Vừa nghe đến chuyện này, tất cả mọi người đều hứng thú, sức chú ý dồn hết lên màn hình. Tin tức thời không vừa bắt đầu. Sắc mặt chỉnh trọng của cô dẫn chương trình hiện ra, cùng với việc tiến hành mở cửa cải cách, các nhà đầu tư nước ngoài không ngừng đầu tư vào nước ta, các chính phủ địa phương luôn dành cho các nhà đầu tư sự ưu đãi lớn nhất, nhằm mục đích thúc đẩy kinh tế, nhưng vấn đề mới đã xuất hiện trước mặt,
đó là vấn đề lòng tin, ở không ít nơi đã xuất hiện việc những nhà đầu tư chưa đánh giá đúng mức mạo hiểm nên rút chân khỏi việc đầu tư, ống kính của chúng tôi ngày hôm nay xin hướng đến thành phố Giang Thành tỉnh Bình Hải. Trên TV xuất hiện Nam Lâm Tự, rồi sau đó lại xuất hiện cảnh đình công ở khu phong cảnh núi Thanh Đài. Sau đó người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu về hoàn cảnh hiện tại của núi Thanh Đài đang phải đối mặt. Trong tin tức không hề xuất hiện cảnh Trương Dương đánh An Đạt Văn, có điều có một đoạn phỏng vấn bí thư thị ủy Đỗ Thiên Dã. Đỗ Thiên Dã nói, chúng tôi những thời gian vừa qua đều dốc hết sức lực tạo môi trường đầu tư tốt cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhưng cùng với việc chúng tôi thu hút được nhiều vốn đầu tư, đã quên mất việc phải bảo vệ lợi ích của chính mình, vì thế gần đây mới xuất hiện hiện mâu thuẫn giữa chính phủ địa phương và thương nhân đầu tư. Ống kính lại chuyển đến hiện tượng đình công ở những tỉnh khác. MC nói, cải cách là một quá trình không thể thiếu, chúng ta đang thu hút sự đầu tư của nước ngoài, đồng thời, cũng cần phải bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ lợi ích của nhân dân, một bộ phận cán bộ Giang Thành đã ý thức được vấn đề này. Trên màn hình lại xuất hiện một đoạn băng của Trương Đại Quan, chúng ta là cán bộ nhà nước, chúng ta càng là nô bộc của nhà nước, tất cả công việc của chúng ta là vì bảo vệ lợi ích của nhân dân. Ai động chạm đến lợi ích của nhân dân tức là đã làm khó cán bộ nhà nước như chúng ta, ai muốn làm hại nhân dân, tôi sẽ không bỏ qua cho người đó. Trương Dương ngớ người, khó khăn lắm hắn mới nhớ lại đây là đoạn nói chuyện của mình khi hắn đã được danh thiệu thanh niên 10 tốt, không ngờ lại được đưa lên đây. MC tổng kết nói, đây là tiếng lòng của một cán bộ trẻ tuổi bình thường của Giang Thành, những lời anh ấy nói không những đại diện cho anh ấy, mà còn đại diện cho tất cả tầng lớp cán bộ thanh niên của đất nước chúng ta. Họ đang thầm lặng dâng hiến vì lợi ích của dân chúng, họ chắc chắn sẽ trở thành cán cân chủ lực trong quá trình mở cửa đổi mới. Trong lòng Trương Đại Quan mới khoan khoái làm sao, mẹ kiếp, nhìn trình độ của người ta kìa, đây mới là tin tức chứ, đây mới là báo cáo chứ, đây mới là CCTV chứ. Trạng thái của tên này khi đó dường như tỏa sáng lung linh vậy, nếu nói quá hơn một chút nữa là sắp sửa thăng thiên. Tin tức vừa mới phát xong, tất cả mọi người có mặt đều vỗ tay. Lương Thành Long là người đầu tiên đứng lên vỗ tay, những người khác đều đứng lên cùng, rồi vỗ tay theo. Trương Đại Quan hơi ngại ngần, nhưng trong lòng lại vui như Tết, trong đoạn tin tức vừa rồi, hắn hoàn toàn biến thành một hình tượng chính diện, là một cán bộ trẻ tuổi xả thân vì sự nghiệp bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích quần chúng, hắn cũng đứng dậy, khom lưng nói cảm ơn mọi người, cảm ơn sự khẳng định của Đảng và quốc gia đối với tôi. Trần Thiệu Bân nói, thật lợi hại quá, đài truyền hình Trung ương cũng biểu dương anh. Trương Dương, anh thật là lợi hại. Trương Đại Quan nói, tôi thật sự không phải là cố ý, không để ý một chút mà đã biến thành nhân vật chính diện rồi. Cảm ơn các vị quan khách, cảm ơn các vị lãnh đạo, cảm ơn gì ấy nhỉ, CCTV. Người xem được tin tức đó không chỉ có họ, nơi náo loạn nhất khi tin tức này được phát ra là Giang Thành. Khi Đỗ Thiên Dã xem tin đó, quá bất ngờ, ông ta không thể ngờ được tin tức của đài truyền hình Trung ương cũng được phát thành thế này. Ông nghĩ đó là do sự can thiệp của La Tuệ Ninh, không để cho mũi nhọn mâu thuẫn chĩa vào Trương Dương. Nhưng trong bản tin, Trương Dương trở thành một nhân vật hoàn toàn chính diện như vậy, ít nhiều nằm ngoài dự liệu của Đỗ Thiên Dã, xem ra bất cứ sự việc gì trên thế giới này cũng có thể xảy ra, cái hay ho của tin tức không phải những người bình thường có thể hiểu nổi. Có điều nếu như vậy xử lý của thành phố với Trương Dương sẽ trở nên bất công bằng, Đỗ Thiên Dã nghe tin tức, uống trà, cười đau khổ lắc đầu, Trương Dương à Trương Dương. Cậu thật là một sự phiền toái. Chương 328, phát súng tóe máu. Đặt chén trà xuống, Đỗ Thiên bước về phía ban công, gã ngày càng không thích sống trong khu nhà nhỏ này. Lúc đầu gã chuyển đến đây, mục đích là muốn ở cùng với cha mẹ, nhưng đột nhiên cha mẹ gã qua đời, làm cho gã sống cô đơn một mình ở đây. Lúc cô đơn chỉ có ánh trăng làm bạn, Đỗ Thiên giã ngước đầu, bóp bóp đằng sau gáy, đột nhiên nhớ đến Trương Dương. Nếu như hắn ta ở Giang Thành, ít ra mình còn có người bạn uống rượu giải sầu. Chuông cửa vang lên, sau đó là tiếng chìa khóa mở cửa, đó chính là Tô Viện Viện, cứ mỗi buổi tối thứ bảy từ 7 giờ đến 9 giờ, cô lại đến dọn dẹp nhà cho Đỗ Thiên Dã, đây là công việc cô ấy tự nguyện làm. Đỗ Thiên Dã đến phòng khách, thấy Tô Viện Viện mặc chiếc áo len màu xanh lục, chiếc váy màu ghi, cắt tóc ngắn, rất giống học sinh. Mắt Tô Viện Viện chớp chớp, hơi ngại ngùng nói, chào bí thư Đỗ. Không biết tại sao, mỗi lần cô gặp Đỗ Thiên Dã đều không dám nhìn trực diện gã, trong lòng cô hiểu rằng đây không phải là do Đỗ Thiên Dã là quan cao, mà là do cô không thể mở miệng. Đỗ Thiên Dã mỉm cười nói, đã bảo không cần phải đến rồi, vừa nãy tôi đã dọn dẹp rồi. Tô Viện Viện không nói gì, mặc quần áo làm việc vào, ngay lập tức bắt tay vào thu dọn.
Đỗ Thiên Giã rất thích Tô Viện Viện, đây cũng là lý do gã nhất quyết từ chối tìm người giúp việc, giờ đây vị trí của Tô Viện Viện như là một thư ký cuộc sống của gã. Đỗ Thiên Giã nói, tiểu Tô, đừng làm nữa, đến đây uống cốc trà đi. Tô Viện Viện ừm một tiếng, phát hiện ra Đỗ Thiên Giã đã thu dọn rất sạch sẽ rồi, thật sự không có mấy việc để làm, cô đi rửa tay, cởi bộ quần áo làm việc rồi về phòng khách uống cốc trà Đỗ Thiên Giã đã pha cho cô. Tô Viện Viện nhìn lá trà, đó là trà hoa nhài bình thường, nhẹ nhàng nói, bí thư Đỗ, mấy ngày nữa tôi sẽ tặng cho anh một ít trà. Đỗ Thiên Giã cười nói, tôi không chú trọng lắm về việc chè cháo, không như Trương Dương, tôi uống trà chỉ là để đỡ khát thôi. Tô Viện Viện nói, anh tôi ra ngoài rồi, không làm ở bộ bán buôn thuốc rượu nữa, mở một tiệm bán trà, anh ấy nhập vào không ít xuân trà, lần sau tôi sẽ mang đến một ít cho anh nếm thử. Đỗ Thiên Giã cũng không khách sáo, ừm một tiếng. Tô Viện Viện đột nhiên nói, đừng động đậy. Đỗ Thiên Giã nở người ở đó. Tô Viện Viện giơ tay ra, cẩn thận nhổ một sợi tóc bạc trên đầu Đỗ Thiên Giã, đau lòng nói, anh đã có tóc bạc rồi. Đỗ Thiên Giã nói, già rồi. Đâu có, anh vẫn còn trẻ lắm. Đỗ Thiên Giã cảm khái nói, sắp sửa 40 tuổi rồi. Đúng lúc đang căng tràn nhựa sống mà, dù sao thì tôi cũng cảm thấy anh như chưa đến 30 tuổi vậy. Đỗ Thiên Giã cười ha ha, nói, làm gì đến độ thế? Tô Viện Viện nói, tôi thấy như vậy đó. Đỗ Thiên Giã nói, tiểu Tô, mẹ cô dạo này thế nào rồi? Tô Viện Viện nói, lúc khỏe lúc yếu, đau đầu luôn. Đỗ Thiên Giã nói, hôm nào đó tôi bảo Trương Dương đến thăm bệnh giúp bà xem thế nào, anh ta rất giỏi châm cứu, chuyên chữa đau đầu đấy. Đỗ Thiên Giã là một trong số ít những người biết về y thuật của Trương Dương. Tô Viện Viện bán tín bán nghi nói, anh ấy còn biết chữa bệnh. Tôi không tin. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Tô Viện Viện nói, tôi còn tưởng anh ta chỉ biết đánh người thôi kìa. Một câu nói làm cho Đỗ Thiên Giã cười ha ha, danh tiếng của Trương Dương ở Giang Thành thật sự không tốt đẹp gì, nhưng lần này tin tức chính diện của đài truyền hình Trung ương cũng có vài tác dụng, ít nhất đã làm cho mọi người không còn chú ý đến lỗi lầm của hắn như trước nữa. Tôi Viên Viên nhìn phòng khách nói, bí thư Đỗ, anh có cảm thấy ngột ngạt không? Đỗ Thiên Giã nói, quen rồi. Đột nhiên anh ta nhận ra mỗi lần Tô Viện Viện đến, thái độ của gã đều rất vui vẻ, có thể tạm thời quên đi những tranh chấp trên quan trường, gã có thể cười một cách vô tư, như một người trẻ tuổi vậy, thật ra gã không già, nhưng gã cảm giác gần đây mình già hẳn đi. Tô Viện Viện nói, bí thư Đỗ, tôi cảm thấy anh càng ngày càng không thích nói chuyện nữa rồi, có phải là tất cả những người làm quan lớn đều như vậy không? Đỗ Thiên Giã nói, có thể là do bình thường công việc quá bận rộn, họp hành quá nhiều, khi họp đều là một mình tôi nói cả, nên sau khi tan ca về nhà tôi không muốn nói chuyện nữa. Tô Viện Viện nói, vậy thì ai gả cho anh chắc là buồn chết mất. Nói xong cô mới ý thức được mình đã buông nhầm lời, lè lưỡi nói, xin lỗi, tôi nói linh tinh rồi. Đỗ Thiên Giã cười, gã đặt chén trà xuống, phần lớn mọi người đều muốn thay đổi hoàn cảnh xung quanh mình, nhưng đến cuối cùng đều bị hoàn cảnh thay đổi cả. Tô Viện Viện nói, tôi cảm thấy anh có quá nhiều việc phải suy nghĩ, thật ra anh nên thư giãn một chút, khi nghỉ ngơi thì ra ngoài đi lại, hóng gió, như vậy vừa có thể thư giãn, lại vừa quan sát được tình trạng của nhân dân, hà tất cứ phải giàu dĩ thế này. Đỗ Thiên Giã nói, tôi thường xuyên ra ngoài đấy chứ, sáng sớm mai tôi đã đi núi Thanh Đài rồi. Núi Thanh Đài, núi Thanh Đài mùa xuân nhất định rất đẹp, tôi đi cùng với anh nhé. Tô Viện Viện lấy hết sức bình sinh để nói ra câu này. Đỗ Thiên Giã do dự một lúc, rồi gật đầu, được thôi. Buổi tối cuối tuần này, với Trương Dương thật là đẹp đẽ và hạnh phúc, hắn đã uống không ít rượu, đây là một cách chúc mừng của hắn, Cố Gia Đồng đưa hắn về biệt thự Thu Hà Hồ. Trương Dương đang phấn khởi bắt đầu cuộc chúc mừng lần hai, lần chúc mừng này có sự phối hợp của Cố Gia Đồng. Cố đại tiểu thư mặc dù nội công thâm hậu, nhưng vẫn không chịu nổi sự dày vò của tên này, cuối cùng phải thốt ra, hôm nay sao anh lại hưng phấn thế? Trương đại quan cảm thán, sức lực dồi dào mà. Cố Gia Đồng khanh khách cười, đôi chân kẹp chặt lấy hai chân của hắn, tay cũng ôm chặt lấy hắn, không để cho hắn làm được gì, dịu dàng nói, người ta không chịu được nữa rồi. Trương Dương nhẹ nhàng hôn lên tai cô, nắm lấy tay cô đè xuống, anh phát hiện ra anh là một người dễ xúc động. Em đã phát hiện ra từ lâu rồi. Từ khi nào? Từ lần đầu tiên gặp anh. Lần đầu tiên em gặp anh có cảm giác gì? Cơ thể của Cố Gia Đồng không ngừng rung rinh trước những động tác của Trương Dương, cô cắn chặt môi, hai con mắt nhắm nghiền,
ôm chặt lấy Trương Dương, cơ thể hai người dính chặt lấy nhau, một lúc sau Cố Gia Đồng mới nhỏ nhẹ nói, anh chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Trương Đại Quan cười nham hiểm, sau đó trừng phạt mạnh mẽ Cố Gia Đồng vì câu nói này của cô. Cố Gia Đồng sau khi đã trải qua cơn mưa bão rất đẹp, mềm mại nằm đó, áp vào lòng Trương Dương, chẳng muốn nói gì hết. Trương Dương nhẹ nhàng vuốt sợi tóc mai của cô, thấp giọng, anh đang nghĩ việc của anh liệu có mang lại phiền phức cho Đỗ Thiên Dã không? Cố Gia Đồng rất ghét hắn ta nhắc đến người ngoài trong lúc này, giơ tay ra bóp vào sao 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 của hắn một cái rõ đau, nhưng lại phát hiện dường như Trương Dương có phản ứng, vội vàng rụt tay lại, dịch người ra một bên nói, sợ gì chứ? Đài truyền hình Trung ương đã cho anh cái tiếng thơm rồi, tính chất việc này là để bảo vệ lợi ích quốc gia, anh là nhân vật chính diện, nói cách khác, Đỗ Thiên Dã có xuất đầu lộ diện vì anh cũng là đương nhiên. Trương Dương nói, cha em sắp nghỉ hưu rồi nhỉ? Cố Gia Đồng nói, còn 3 tháng nữa. Trương Dương tính một lúc, không đến 100 ngày nữa rồi. Hắn mở rộng vòng tay, Cố Gia Đồng áp vào lòng hắn, nhẹ nhàng nói, lần này cha em kiên quyết về hưu, ông định về quê sống. Trương Dương nói, có lẽ ông đã chán việc làm quan rồi. Cố Gia Đồng nói, làm quan thì dễ, nhưng làm quan tốt thì khó, thường thì người ta chỉ nhìn thấy cái vẻ bề ngoài hào nhoáng của việc làm quan, nhưng ai mà biết đằng sau đó phải bỏ ra biết bao nỗ lực và vất vả. Trương Dương gật đầu đầy đồng cảm, trong lòng Cố Gia Đồng, cha cô là một vị quan tốt, Trương Dương cũng thấy vậy, Cố Doãn Chi đã làm chức lớn ở Bình Hải bao năm nay, sự phát triển của Bình Hải mọi người đều biết. Hơn nữa Cố Doãn Chi rất thanh liêm, không ăn hối lộ. Trương Dương lại nghĩ đến Tống Hoài Minh, vì Tống Hoài Minh ra nước ngoài khảo sát, không ở trong Bình Hải, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tống Hoài Minh sẽ trở thành người nắm quyền Bình Hải trong tương lai. Ông ta giống với Cố Doãn Chi, đều có tác phong làm việc rất thanh liêm, có điều phương châm của Tống Hoài Minh nghiêm khắc hơn, ông xem trọng pháp chế, không có phương châm đồng nhất với việc xem trọng phát triển khu Nam Bộ Bình Hải của Cố Doãn Chi. Tống Hoài Minh chú trọng phát triển dàn đều. Ông đề xuất chú trọng phát triển kinh tế Bắc Bộ, hình thành điểm nóng phát triển mới mà trung tâm là Giang Thành, trong một thời gian ngắn thay đổi nạn phân biệt giàu nghèo, rút ngắn khoảng cách giữa Nam và Bắc. Cố Gia Đồng thấy Ti đi trầm tư không nói gì, dùng tay sờ lên ngực hắn nói, anh đang nghĩ gì vậy? Trương Dương nói, anh đang nghĩ, trước khi bí thư Cố về hưu, anh liệu có thể lên làm gì được không? Cố Gia Đồng cười, cô biết rằng Ti đi cố ý nói như vậy. Hắn rất ít khi mượn thế lực của cha, Cố Gia Đồng thấp giọng, thật ra anh không cần cha em phải giúp anh. Trương Dương nghe lời này của cô ấy có phần ngạc nhiên, Tống Hoài Minh mới là nhạc phụ tương lai của hắn. Trương Dương nói, anh chỉ là nói vậy thôi, thật ra anh chẳng muốn để ai giúp cả, anh không tin dựa vào năng lực của anh lại không làm nên được trò trống gì. Cố Gia Đồng cười khanh khách, trong lòng em anh luôn là người giỏi nhất. Trương Đại Quan trả lời, chứ còn gì nữa. Anh là loại nhìn thì đẹp mà dùng thì cũng tốt, những ai đã từng dùng anh đâu có phàn nàn gì về chất lượng. Cố Gia Đồng mắng, nói khoác mà không đỏ mặt kìa. Em không tin, hay là, em đến cảm nhận thử xem. Không đâu. Tô Viện Viện và Đỗ Thiên Dã hẹn nhau 5 giờ 30 sáng ngày hôm sau xuất phát, cô nao nức đến độ đêm không ngủ được, sáng sớm đã dậy rồi, 5 giờ cô đã đến chợ ở điểm hẹn, cái lạnh của mùa xuân đã qua đi, nhưng lại nổi gió. Cảm giác sáng sớm đứng ở chỗ gió thật là chẳng dễ chịu chút nào, nhưng trong lòng Tô Viện Viện lại rất ấm áp, cô vừa dụi chân vừa nhìn ra phía con đường. Đúng 5 giờ rưỡi, Đỗ Thiên Dã lái xe đến, gã đẩy cửa xe, cười nói, cô đến sớm vậy à? Tô Viện Viện nói rất đáng thương, tôi sợ anh quên mất tôi rồi. Đỗ Thiên Dã cười ha ha nói, những việc tôi đã hẹn thì tôi sẽ không quên đâu. Gã nhìn thời gian, chúng ta cố gắng 7 giờ leo núi. Tô Viện Viên hôm nay mặc một bộ đồ thể thao, trông cô như một vận động viên vậy, nhưng tới khi leo núi, thì thể lực của cô lại không đủ. Đỗ Thiên Dã đành phải dừng lại để cô nghỉ ngơi, Đỗ Thiên Dã mỉm cười nói, bình thường cô không luyện tập thể dục. Tô Viện Viện vừa thở dốc vừa xua xua tay, ngồi trên một mỏm đá, nghỉ một lúc sau mới nói, bí thư Đỗ, anh còn bảo là anh già rồi. Đỗ Thiên Dã cười nói, người ta muốn trẻ đẹp thì phải vận động nhiều. Tô Viện Viện nói, vậy thì lần sau khi anh đi tập nhớ gọi tôi. Đỗ Thiên Dã mỉm cười không nói gì, gã cảm thấy đằng sau câu nói đó của Tô Viện Viện có hàm ý gì đó. Đỗ Thiên Dã chỉ về hướng ngọn Thanh Vân, chúng ta phải leo đến đỉnh núi. Đến đỉnh núi cô mới cảm nhận được cảm giác thu ngút ngàn phong cảnh vào tâm mắt. Tô Viện Viện nghỉ một lúc cảm thấy cơ thể đã hồi phục, đứng dậy nói, đi nào, tiếp tục leo thôi.
không nghỉ nữa. Tô Viện Viện lắc đầu nói, tôi không thể làm vướng chân Bí thư Đỗ được. Với Trần Sùng Sơn, ông ta dậy cùng với buổi sáng sớm ở núi Thanh Đài, mấy tuần gần đây, Đỗ Thiên Giã đều tới thăm ông ta, từ lúc tờ mờ sáng, ông ta đã tỉnh giấc, lên núi bắt hai con gà, nấu cho con trai một bữa cơm thịnh soạn. Trần Sùng Sơn thu hoạch được rất nhiều, bắt được ba con gà rừng, một con thỏ. Trên đường về nhà, đi qua dốc Đỗ Quyên, ở đây vốn đã khai phá, nhưng số tiền đầu tư của An Gia chưa về đến nơi, nên đã ngừng thi công từ cuối năm ngoái, nhưng giờ đây lại có hơn 10 người đang ở đó, họ cầm các loại máy móc đo lường, dường như đang khảo sát gì đó. Trần Sùng Sơn hiếu kỳ bước qua đó, còn chưa đợi ông ta tiến lại gần, một người mặc chiếc áo trung sơn màu xanh đã dọa, ông già, ông làm gì đấy? Trần Sùng Sơn lạnh lùng nói, câu này tôi hỏi các người mới đúng. Người đàn ông đó bước qua, chúng tôi là đội thăm dò thành phố, đang thực hiện công tác ở đây, ông mau đi đi, đừng ở đây làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Trần Sùng Sơn cảm thấy đám người này rất khả nghi, nhích lông mày lên, mặt nghiêm nghị nói, núi Thanh Đài là công trình phong cảnh trọng điểm của thành phố, các người thăm dò ở đây, tôi chưa từng nghe qua việc này, chứng cứ đâu? Lấy ra cho tôi xem nào. Mấy người đàn ông quay ra nhìn nhau, người đàn ông mặc áo trung sơn đó lấy ra một quyển số màu xanh dơ dơ trước mặt Trần Sùng Sơn, sau đó nói cái núi Thanh Đài này đúng là nghèo kiết xác. Thôi vậy, chúng ta cũng chỉ làm cho nhà nước tôi, đừng gắng sức quá thế này, đi, chúng ta đi nghỉ. Một đám người đi mất. Trần Sùng Sơn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng giờ đây hiện trường cũng chẳng có nhiều chỗ khả nghi, hơn nữa đám người đó không ở lại trên núi, mà đi thẳng xuống núi. Trần Sùng Sơn vác đồ săn được lên lưng, thấy hai người thanh niên một nam một nữ đang đi về phía mình, người đàn ông là Đỗ Thiên Giã, cười con gái đó Trần Sùng Sơn không quen, rất trẻ và đẹp. Trong ký ức của Trần Sùng Sơn, Đỗ Thiên Giã lần đầu tiên đưa một cô gái lên núi, ông rất rõ về việc của Văn Linh, hiểu được vết thương mà Văn Linh gây ra cho con trai, giờ đây thấy con trai dẫn một cô gái đến, khó mà tưởng tượng được niềm vui trong lòng. Nhưng ngoài mặt Trần Sùng Sơn vẫn không tỏ vẻ gì. Mỉm cười nói, Thiên Giã đến rồi à? Đỗ Thiên Giã gọi một tiếng chú Trần, mặc dù gã và Trần Sùng Sơn đều hiểu được quan hệ của cả hai người, nhưng không ai muốn làm rõ vấn đề này cả. Tô Viện Viện cũng chào một câu chú Trần rất lịch sự. Đỗ Thiên Giã giúp Trần Sùng Sơn vác đồ săn được, Trần Sùng Sơn nói, ta dự tính hôm nay cháu sẽ đến, vì thế đã dậy sớm đi săn, thu hoạch cũng khá lắm. Ánh mắt Đỗ Thiên Giã dừng lại ở dốc Đỗ Quyên. Trần Sùng Sơn nói, đình công lâu rồi, trước đó nói còn phải xây dựng chỗ nghỉ ngơi của du khách ở đây, đào xới hết cả lên, giờ thiếu tiền lại không làm nữa, đã biết từ sớm, thì chẳng bằng đừng khai phá núi Thanh Đài. Đỗ Thiên Giã hiểu tại sao Trần Sùng Sơn lại có những xúc cảm như vậy, gã cũng trao mày nói, việc khai phá du lịch núi Thanh Đài từ trước đến giờ đều do huyện Xuân Dương quản lý, số tiền đầu tư của An Gia không thể đến nơi, đó là nguyên nhân chủ yếu làm cho việc khai phá gặp trở ngại. Có điều việc này có lẽ sẽ được giải quyết nhanh thôi. Gã nói như vậy, là vì biết được rằng An Ngữ Thần đã lợi dụng việc chuyển nhượng quyền cổ đông để giành lấy việc đầu tư vào nội địa. Hơn nữa An Ngữ Thần cũng đã nói rằng việc đầu tư của An Gia vào Giang Thành sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào nữa. Khi đi qua Tử Hà Quan, Đỗ Thiên Giã đưa Tô Viện Viện vào đó thăm một vòng, lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa không ở đó, từ sáng sớm đã đến sau núi hái lá trà rồi. Đến phòng đá của Trần Sùng Sơn. Trần Sùng Sơn đã đun sôi một nồi nước làm lông gà, thỏ cũng đã chuẩn bị xong. Nghe nói lão đạo sĩ không ở đó, Trần Sùng Sơn cười nói, xem ra, chỉ có thể để ta tự làm cơm cho mọi người ăn rồi. Tô Viện Viện chủ động nói, chú Trần, để cháu làm, chú và Bí thư Đỗ cứ nói chuyện đi. Trần Sùng Sơn cười gật đầu, nhìn Tô Viện Viện đi vào nhà bếp, Trần Sùng Sơn nói nhỏ với Đỗ Thiên Giã, tiểu Tô là của con. Đỗ Thiên Giã sợ ông ấy hiểu lầm. Vội vàng giới thiệu quan hệ giữa mình và Tô Viện Viện. Trần Sùng Sơn cười nói, ta thấy đứa con gái này cũng tốt lắm. Đỗ Thiên Giã đương nhiên hiểu được ý của ông, cười nói, giờ đây con còn không làm hết việc ở Giang Thành, làm gì có thời gian để suy nghĩ đến những việc khác. Không thể nói như vậy được, năm nay con đã 40 tuổi rồi, cũng đã đến lúc phải giải quyết vấn đề cá nhân, không thể cứ làm một ông bí thư thị ủy cô đơn mãi được chứ. Đỗ Thiên Giã nghe ông ta nói rất thú vị cũng cất tiếng cười. Trần Sùng Sơn rất quan tâm đến con trai của ông ta, ông thấp giọng nói, gần đây không việc không có gì phiền phức chứ. Đỗ Thiên Giã nói, gặp phải chút phiền toái nho nhỏ, giờ đây đã giải quyết xong rồi, việc đó là Trương Dương đánh cháu trai của An Lão là An Đạt Văn, anh ta là chủ nhiệm phòng chiêu thương,
giờ lại đi đánh người đầu tư đương nhiên sẽ có những ảnh hưởng không tốt. Trần Sùng Sơn cũng đã nghe nói đến việc này, nên không thấy quá ngạc nhiên, mặc dù ti đi bên ngoài xuề xòa, nhưng là người tốt, chú thấy anh ta rất có chính nghĩa, việc này cháu phải giúp anh ta. Đỗ Thiên Dã nói, cháu không biết cậu ta có chính nghĩa hay không, lần này nguyên nhân cậu ta đánh An Đạt Văn là vì An Đạt Văn đã ức hiếp An Ngữ Thần, có điều cậu ta thật sự đối nhân xử thế rất tốt, có thể làm cho nhiều người nói đỡ cho cậu ta như vậy, chứng minh được cậu ra có rất nhiều ưu điểm. Trần Sùng Sơn nói ra thì việc khai phá núi Thanh Đài này là do một tay ti đi gầy dựng lên, lúc đầu An lão đầu tư vào đây chính là do cậu ta thuyết phục. Đỗ Thiên Dã nói, chú yên tâm đi, lần này cậu ta đã gặp may lắm rồi, tối qua đài truyền hình Trung ương đã phát chuyện của cậu ta, nhưng là tuyên truyền cậu ta như một nhân vật chính diện vậy, lại còn nói cậu ta làm như vậy là nghĩ cho lợi ích của quốc gia nữa chứ. Trần Sùng Sơn cười ha ha, cậu ta từ trước đến giờ đều may mắn vậy. Tài nấu nướng của Tô Viện Viện làm cho Trần Sùng Sơn khen nức nở, trong lòng đã có thêm chút thiện cảm với cô gái này, từ sau khi biết Đỗ Thiên Dã là con trai ruột của mình, trong lòng Trần Sùng Sơn càng thương yêu gã hơn. Mặc dù hai cha con chưa nhận nhau chính thức, nhưng trong lòng ai nấy đều biết quan hệ giữa hai người, Đỗ Thiên Dã cũng hỏi một số chuyện trước kia. Trần Sùng Sơn cũng không giấu giếm, nói chuyện trước kia với Đỗ Thiên Dã, mỗi lần hai cha con gặp nhau đều có những chuyện nói không bao giờ hết, đến buổi chiều. Lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa quay về, ông ta hơi hốt hoảng nói, không xong rồi, không xong rồi. Trần Sùng Sơn hơi ngớ người, đứng dậy nói, có chuyện gì thế? Lão đạo sĩ múc một gáo nước uống ửng ực rồi nói, dưới kia có rất nhiều thôn dân, đều chạy lên dốc Đỗ Quyên hết rồi, nói là phát hiện ra kho báu gì đó, giờ đây đến đây tranh giành, rất hỗn loạn. Đỗ Thiên Dã nghe xong, ngay lập tức đứng dậy nói, tôi đi xem thế nào. Gã đã xông ra. Tô Viện Viện vội vàng chạy theo. Trần Sùng Sơn bước mấy bước, rồi lại quay về lấy súng săn, rồi mới chạy theo Lý Tín Nghĩa. Trên dốc Đỗ Quyên giờ đây tập trung mấy trăm người, tất cả đều là những người dân của Hương Hắc Sơn Tử, có người của thôn Chu Tiểu Kiều cũng có người của thôn Thượng Thanh Hà, còn có người của thôn khác đến thám thính. Nguyên nhân của việc này là phát hiện có kho báu của dốc Đỗ Quyên, không biết tin này đồn ra ngoài thế nào, đám nông dân này sau khi nghe nói liền vội vàng chạy đến đây. Trong động góc đông bắc của dốc Đỗ Quyên phát hiện không ít những đồ vật bằng vàng và bạc, đối mặt với kho báu trước mắt, đám nông dân này đã mất hết lý trí, từ sự tranh giành ban đầu biến thành đấu đá lẫn nhau. Sau đó biến thành cuộc đấu giữa gậy gộc, cuốc xẻng. Khi Đỗ Thiên Dã đến nơi, hiện trường đã lộn xộn, một người nông dân múa chiếc cuốc, ngay lập tức đã làm cho người đối diện đổ nhào xuống đất, chiếc chậu vàng người đó ôm trong lòng giờ rơi xuống đất. Đỗ Thiên Dã tức giận nói, dừng tay lại hết cho tôi. Tôi là bí thư thị ủy Đỗ Thiên Dã. Ngay lập tức gã phát hiện lời nói của mình không có chút tác dụng nào cả, tiền bạc đã làm cho những người này mất đi lý trí, không có ai nghe lời của gã nói. Tô Viện Viện đi theo ngay sát người Đỗ Thiên Dã, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ mặt xanh lét, cô kéo tay Đỗ Thiên Dã nói, bí thư Đỗ, nguy hiểm lắm, mau rời khỏi đây. Chưa đợi đến khi Đỗ Thiên Dã rời đi, một người đã cầm chiếc cuốc lao về phía Đỗ Thiên Dã, chiếc cuốc đập vào đầu Đỗ Thiên Dã. Đỗ Thiên Dã tránh được, giơ chân đá người đó ngã xuống đất. Lại một người nữa vác cuốc xông về phía Đỗ Thiên Dã, Đỗ Thiên Dã giơ tay cướp lấy chiếc cuốc, rồi quay ngược đầu cuốc đập vào ngực người nông dân đó, tức giận nói, dừng tay lại hết cho tôi. Tôi là Đỗ Thiên Dã, là bí thư thị ủy. Lúc này người nông dân vừa bị gã đánh ngã xuống đất lồm cồm bò dậy, vội vàng chuồn vào đằng sau người Đỗ Thiên Dã, giơ cuốc đập vào đầu Đỗ Thiên Dã. Tô Viện Viện đứng gần gã nhất. Nhìn thấy Đỗ Thiên Dã không thể nào tránh kịp, cô hét lên một tiếng. Bằng, một tiếng súng nổ, tiếng súng vang lên từng đợt sóng âm trong núi, những sơn dân đang ngập chìm trong máu và sự điên loạn bị tiếng súng làm cho kinh sợ, ngay lập tức bình tĩnh lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đỗ Thiên Dã kinh sợ quay người lại thì thấy người định đánh mình kia đã lăn ra mặt đất, máu trên ngực không ngừng trào ra. Cách đó không xa là Trần Sùng Sơn đang giương khẩu súng săn, thần thái lạnh lùng, đầu khẩu súng của ông ta còn đang bốc khói. Tất cả mọi người đều đờ ra, phát súng này của Trần Sùng Sơn là bất đắc dĩ, nếu như ông ta không nổ súng, thì Đỗ Thiên Dã ít nhất cũng bị thương nặng. Sau vài phút im lặng, nghe thấy một tiếng kêu thê thảm, em trai. Anh của người bị thương xông đến trước mặt Trần Sùng Sơn, bọn họ đều là người dân thôn Chu Tiểu Kiều, dưới sự dẫn dắt của họ. Những người dân đó đồng loạt xông về phía Trần Sùng Sơn. Trần Sùng Sơn vừa nãy bắn súng chỉ là bất đắc dĩ,
giờ đây ông không thể bắn súng nữa nữa, Lý Tín Nghĩa thấy tình hình không hay, xông lên trước đánh ngã bốn người dân, quát to, dừng tay lại, nghe tôi nói. Mặc dù võ công của lão đạo sĩ không tồi, nhưng giờ ở đây có mấy trăm người, tất cả đều như điên dại, không thể khống chế được tình hình ở đây. Trần Sùng Sơn bị một người dân tức giận quật ngã xuống đất, hơn 10 người vây lấy ông ta. Đỗ Thiên Giã thấy cha bị đánh, mắt đỏ lên sòng sọc. Gã lao lên đằng trước, Tô Viện Viện muốn ngăn gã lại, kéo lấy tay của gã khẩn cầu, bí thư Đỗ, anh phải chú ý an toàn. Cút ra, Đỗ Thiên Giã vung tay đẩy tay Tô Viện Viện ra, Tô Viện Viện ngã sóng xoài dưới đất. Đỗ Thiên Giã vớ lấy cây cuốc xông lên đằng trước, một người dân muốn ngăn gã lại, bị hắn đánh ngã xuống đất, hắn xông vào đám nông dân đang đánh cha mình, giơ cuốc lên vung về phía họ, cuối cùng đám này đã tản ra. Gã đỡ Trần Sùng Sơn mặt đầy máu lên, thì lại bị đám nông dân xông đến. Đỗ Thiên Giã ôm lấy Trần Sùng Sơn, dùng cơ thể mình ngăn chặn những đợt tấn công như vũ bão. Gã không biết rằng những trận đòn đó kéo dài trong bao lâu, đột nhiên một tiếng súng vang lên, cánh tay dính đầy máu của Trần Sùng Sơn cầm cây súng săn bắn một phát chỉ thiên, sau đó tức giận nói ai dám vào gần, ta sẽ giết kẻ đó. Lý Tín Nghĩa mở ra một con đường máu, hét lên, các người đều điên cả rồi. Đây là bí thư thị ủy, anh ấy là bí thư thị ủy. Một người trong số đó bình tĩnh lại, ý thức được tính chất nghiêm trọng của việc ngày hôm nay, có người đã lủi đi. Lúc này mấy người ở dưới núi lại đến, người đứng đầu là trưởng thôn Thượng Thanh Hà Lưu Truyền Khôi, Lưu Truyền Khôi hét lớn, đứng lại hết cho tôi, không ai được đi. Cảnh sát của Hương Hắc Sơn Tử đã đến, một đám cảnh sát của huyện Xuân Dương một tiếng sau mới tới nơi, hiện trường một người chết, năm người bị thương nặng, mỗi người đều có thương tích nhẹ cả. Bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã cũng mặt sưng húp, chán Tô Viện Viện cũng bị xước, có điều cô ta vẫn còn may mắn, không bị thương nặng. Những người bác sĩ đi theo ngay lập tức sơ cứu. Người nông dân dính một phát đạn của Trần Sùng Sơn đã chết. Cục trưởng phân cục công an huyện Xuân Dương Thiệu Vệ Giang chỉ huy ngay tại hiện trường, khi anh ta biết rằng bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã cũng là một trong những người tham gia đấu đá tại hiệu trường, và còn bị thương. Sợ đến độ mặt cắt không còn giọt máu, anh ta ngay lập tức gọi điện cho bí thư huyện ủy Chu Hằng. Thiệu vệ Giang đến trước mặt Đỗ Thiên Giã hỏi han, bí thư Đỗ. Anh có bị thương không? Đỗ Thiên Giã không để ý đến anh ta, mà nói với bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho Trần Sùng Sơn, bác sĩ, ông ấy không sao chứ? Bác sĩ nói, chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao. Thiệu vệ Giang đứng đó hơi ngượng ngập. Sau khi Đỗ Thiên Giã xác nhận cha mình không sao mới quay sang nói với Thiệu Vệ Giang, đã điều tra nguyên nhân đánh nhau của họ chưa? Thiệu Vệ Giang nói, trên dốc Đỗ Quyên phát hiện một cái động, nghe nói là kho báu của thổ phỉ An Dâu Dập, bên trong có không ít báu vật vàng bạc, tin này không biết truyền ra ngoài thế nào, vì thế tất cả nông dân quanh đây đều đến tranh giành, vì vậy mới phát sinh ra đánh nhau. Đỗ Thiên Giã dùng khăn lau vết máu trên miệng, đứng dậy nói, điều tra việc này cho tử tế. Nhất định phải làm rõ những người có liên quan, không thể để bất cứ ai thoát khỏi lưới pháp luật. Lúc này có một cảnh sát đến bên cạnh Thiệu Vệ Giang, nói vài câu vào tai anh ta. Thiệu Vệ Giang vẻ mặt thay đổi, nói với Đỗ Thiên Giã, bí thư Đỗ, có một người thôn dân tên Chu Hồng Vệ đã bị súng bắn chết rồi. Khi nói câu này, anh ta nhìn Trần Sùng Sơn đang nằm ở đằng xa, cảnh Trần Sùng Sơn dùng súng bắn chết Chu Hồng Vệ rất nhiều người đã nhìn thấy. Đỗ Thiên Giã bình tĩnh lại. Vừa nãy mọi việc quá hỗn loạn, gã không kịp nghĩ về chuyện này, nhưng giờ đây, gã không thể không suy nghĩ về nó một cách thận trọng. Gã bình tĩnh nói, lúc đó, Chu Hồng Vệ đang dùng cuốc để tấn công tôi, đã đe dọa đến tính mạng của tôi, vì thế người ta mới nổ súng. Thiệu vệ Giang nói, chúng tôi cần Trần Sùng Sơn phối hợp điều tra. Yêu cầu này của anh ta không hề quá đáng. Bên đó đã có cảnh sát đang hỏi Trần Sùng Sơn rất bình tĩnh từ đầu đến cuối. Ông giơ tay ra nói, người đó là do tôi giết, tôi đi cùng các anh. Đỗ Thiên Giã nói với Thiệu Vệ Giang, tình hình lúc đó rất phức tạp, ông ấy nổ súng cũng là bất đắc dĩ thôi. Thiệu Vệ Giang gật đầu nói, bí thư Đỗ yên tâm, việc này chúng tôi nhất định điều tra kỹ càng, còn về Trần Sùng Sơn, chúng tôi sẽ đối xử với ông ấy thật tốt. Mục đích là điều tra rõ ràng sự việc này. Tối hôm đó Đỗ Thiên Giã không về Giang Thành, mà mở một cuộc họp khẩn cấp ở huyện Xuân Dương. Các vị lãnh đạo quan trọng của chính phủ huyện Xuân Dương đều đã tham dự cuộc họp, thấy mặt mũi bí thư thị ủy sưng húp, bí thư huyện ủy Chu Hằng thấp thỏm không yên, y biết lần này thì phiền to rồi, đám dân đánh nhau kéo của bí thư thị ủy vào trong đó, hơn nữa lại còn bị đánh, suýt nữa thì mất mạng ở trên núi Thanh Đài, Đỗ Thiên Giã rất nóng tính, nhất định gã sẽ không bỏ qua,
lần này rất có khả năng tức giận sẽ trút hết lên đầu y. Cục trưởng Cục Công an huyện Thiệu Trường Giang báo cáo một cách sơ lược tình hình đã làm rõ được, theo quan sát tình hình hiện trường của chúng tôi, đây thật sự là một kho báu, bên trong có rất nhiều đồ vàng bạc, còn về việc có phải là của thổ phỉ An Dâu Rậm để lại hay không thì còn phải đi chứng minh tiếp, nguyên nhân cơ bản dẫn đến lần đánh nhau này là những thứ đồ bảo vật đó, bản tính con người quả thực rất tham lam. Bí thư huyện ủy Chu Hằng nói, người ta thường chết vì đồng tiền, đám dân đen này khi đối mặt với kho báu, tất cả đã mất đi lý trí, vì thế mới gây nên vụ đánh nhau. Đỗ Thiên Giã lạnh lùng nói, du lịch khai phá núi Thanh Đài đã lâu rồi, các cơ quan có liên quan không chú ý đến vấn đề giám sát. Môi trường của núi Thanh Đài là do ai bảo vệ? Vấn đề trị an của núi Thanh Đài là do ai phụ trách? Xảy ra việc như thế này, các anh đừng đổ trách nhiệm lên đầu người dân, nói cái gì mà lòng người tham lam chứ? Phải tìm xem vấn đề thuộc về mình, các anh đã thực sự làm tốt công tác của mình chưa? Chu Hằng không nói một lời nào, huyện trưởng Sa Phổ Nguyên, phó huyện trưởng Từ Triệu Bân quay sang nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy rất đỗi vui mừng, họ đã bất mãn với sự ngạo mạn của Chu Hằng từ lâu rồi, lần này là một cơ hội, là một cơ hội đẩy Chu Hằng xuống khỏi cái ghế đó, nhưng giờ đây không phải là cơ hội ném đá giấu tay, bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã đang bực mình, họ cũng không tiện nói gì. Đỗ Thiên Giã nói, bình thường thì không làm tốt công tác tư tưởng, xảy ra vấn đề rồi lại nói đến nhân tính gì đó, thật là nực cười. Tôi thấy công cuộc khai phá núi Thanh Đài đang tồn tại vấn đề rất lớn, những vấn đề này về căn bản là do những người lãnh đạo như các anh gây nên, đừng có nói đến vấn đề ở phương diện này phương diện khác, tôi không muốn nghe nguyên nhân, tôi muốn nhìn thấy kết quả, tôi muốn nhìn thấy vấn đề được giải quyết ngay lập tức. Chu Hằng không tiện nói gì, đưa mắt sang nhìn Cục trưởng Công an huyện Thiệu Trường Giang. Thiệu Trường Giang cố gắng nói, bí thư Đỗ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra sự việc, nhất định điều tra đến cùng những người có liên quan, không để sót một ai. Đỗ Thiên Giã hừ một tiếng, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chương 329, ăn dình cơm. Lúc này ba chiếc xe cảnh sát đi vào trong đại viện huyện ủy Xuân Dương. Người dẫn đội là Cục trưởng Cục Công an thành phố Giang Thành Vinh Bằng Phi, y nghe nói Đỗ Thiên Giã bị đánh ở núi Thanh Đài, ngay lập tức dẫn đội ngũ tinh anh nhất đến Xuân Dương. Thấy bộ mặt sưng húp vì bị đánh của Đỗ Thiên Giã, Vinh Bằng Phi ý thức được việc này đã phiền rồi đây, nông thôn đánh nhau không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng kéo cả bí thư thị ủy vào cuộc đánh như lần này thì chưa từng xảy ra bao giờ. Lần này không những Đỗ Thiên Giã bị kéo vào, mà còn bị thương nữa, Vinh Bằng Phi đến trước mặt Đỗ Thiên Giã quan tâm hỏi, bí thư Đỗ, thế nào rồi? Đỗ Thiên Giã cười khổ hạnh nói, còn thế nào được nữa? Anh đã nhìn thấy cả rồi đấy. Gã bước vào phòng nghỉ ngơi tạm thời của huyện ủy, Vinh Bằng Phi cũng đi vào theo. Đỗ Thiên Giã ngồi trên chiếc ghế sofa, thở dài một tiếng. Vinh Bằng Phi đã hiểu một số tình hình, y thấp giọng nói, bí thư Đỗ, theo điều tra thị trường, sự việc này có thể là do đám trộm mộ gây nên, sau khi họ đào trộm kho báu, lại tung tin đồn, để lại một vài đồ vật, thu hút dân chúng qua đó, như vậy có thể phá hoại hiện trường, chuyển dịch hướng chú ý của cảnh sát. Đỗ Thiên Giã nói, chúng đạt được mục đích rồi đó. Dân tình chạy ào ạt như ong vỡ tổ đi tranh giành đồ đạc, còn đánh nhau nữa. Vinh Bằng Phi thở dài nói, việc phiền toái nhất là chết một người rồi. Đỗ Thiên Giã nói, lúc đó người dân ấy đứng đằng sau tôi lấy cuốc đánh tôi, chú Trần là bất đắc sĩ mới phải nổ phát súng đó, nếu như ông ấy không nổ súng, thì người chết có lẽ là tôi rồi. Lão Vinh, việc này nhất định anh phải xử lý cho tốt, không thể để Trần Sùng Sơn bị chịu oan. Vinh Bằng Phi nói, yên tâm đi, vụ án này tôi sẽ đích thân ra tay, với tình hình trước mắt, Trần Sùng Sơn có lẽ không có chuyện gì lớn. Bí thư Đỗ, tôi muốn tìm hiểu chút tình hình, anh đến chỗ ông ấy để làm gì? Đỗ Thiên Giã lúc này mới nói rõ nguyên nhân kết quả của sự việc, đương nhiên gã sẽ không nói mối quan hệ của mình và Trần Sùng Sơn ra. Sau khi Vinh Bằng Phi biết được Trần Sùng Sơn là chiến hữu của cha Đỗ Thiên Giã, mối nghi ngờ trong lòng cũng được giải. Đỗ Thiên Giã đến thăm người chú này không có gì là kỳ lạ cả, có điều còn một việc nữa làm cho Vinh Bằng Phi thấp thỏm, y dũng cảm hỏi, bí thư Đỗ, còn chuyện của Tô Viện Viện. Nếu như Vinh Bằng Phi không nhắc đến, thì Đỗ Thiên Giã gần như đã quên mất Tô Viện Viện rồi, gã trao mày nói, sao thế? Là tôi hẹn cô ấy đi đến núi Thanh Đài. Vinh Bằng Phi lắc đầu, y thấp giọng nói, tôi nghe nói hai người gặp nhau trên đường đi lên núi. Đỗ Thiên Giã chợt ngớ người, ngay lập tức hiểu ra Vinh Bằng Phi đang nhắc nhở mình, một nam một nữ cùng đi lên núi không có gì cả, nhưng một vị bí thư thị ủy cùng đi lên núi với nhân viên phục vụ minh tinh của phòng chiêu đãi số 1 chính phủ thành phố.
không thể không làm cho người ta phải suy nghĩ. Vinh Bằng Phi vì muốn tốt cho Đỗ Thiên Giã, dù sao thì trong vụ án này, Tô Viện Viện là một nhân vật không quan trọng gì. Cô ta chỉ là một người vô can bị kéo vào chuyện này mà thôi, người khác rất ít khi chú ý đến cô ấy, nhưng nếu như bị đưa vào thứ tự tư pháp, thì cô sẽ bị rất nhiều chính khách chú ý đến, mối quan hệ của cô ấy và Đỗ Thiên Giã sẽ trở thành câu chuyện đầu lưỡi của các vị chính khách. Đỗ Thiên Giã gật đầu nói, không sai, là gặp rất bất ngờ. Khi nói câu này, gã lại cảm thấy sự đau khổ rất lạ kỳ, mình là một bí thư thị ủy, ngay cả việc tự do du lịch với người khác cũng không thể làm được. Vinh Bằng Phi nói, người như Thiệu Vệ Giang có chút năng lực phá án, việc ngày hôm nay không phức tạp, nhưng nếu phải xử lý thật thì cũng không đơn giản như vậy. Những người liên quan đến vụ đánh nhau đã đến con số hơn 330, đây là còn chưa tính đến những người bỏ chạy, những người bị thương nặng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, tất cả mâu thuẫn đều dồn lên cái chết của Chu Hồng Vệ, việc này nhất định phải xử lý. Đỗ Thiên Giã vẫn lo lắng hỏi, Trần Sùng Sơn liệu có sao không? Vinh Bằng Phi trả lời, không sao đâu, ông ấy là muốn cứu người nên mới làm vậy. Tôi muốn đi thăm ông ấy. Vinh Bằng Phi do dự một chút, thấp giọng nói, bí thư Đỗ, lúc này hình như không được thích hợp lắm. Đỗ Thiên Giã bực mình nói, có gì mà không thích hợp? Sắp xếp cho tôi đi đi. Trần Sùng Sơn bị tạm giam tại phòng chiêu đãi công an huyện Xuân Dương, vì Đỗ Thiên Giã đã nói từ trước, nên Thiệu Vệ Giang cũng rất lễ độ với Trần Sùng Sơn. Không nhốt ông ta lại như những nghi án khác, để cho ông ta ở trong phòng chiêu đãi công an huyện, có đồ ăn thức uống, còn cử hai người cảnh sát đến phụ trách sinh hoạt của Trần Sùng Sơn. Ngoài mặt thì nói là chăm sóc, thật chất là giám sát. Đỗ Thiên Giã bước vào căn phòng có Trần Sùng Sơn, nhìn cách bài trí của căn phòng, trong lòng thoải mái hơn một chút, quả nhiên, Thiệu Vệ Giang cũng có con mắt nhìn. Trong nhà tắm vang lên tiếng nước, Trần Sùng Sơn đang tắm, tố chất tâm lý của ông ấy rất tốt, dù là xảy ra việc như thế này, nhưng ông ấy vẫn rất bình tĩnh. Vinh Bằng Phi và Thiệu Vệ Giang đi cùng Đỗ Thiên Giã vào, Đỗ Thiên Giã nói, hai người ra ngoài đi. Tôi có mấy câu muốn nói riêng với ông ấy. Thiệu Vệ Giang nhìn hai người cảnh sát, hai người biết ý đi ra ngoài, anh ta và Vinh Bằng Phi cũng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tiếng của Trần Sùng Sơn vang lên, cảnh quan lý, phiền anh đưa giúp tôi một chiếc khăn khô. Đỗ Thiên Giã đưa khăn vào, Trần Sùng Sơn không ngờ là con trai mình, mỉm cười, rồi giơ tay ra đón lấy chiếc khăn. Đỗ Thiên Giã nói, cháu lau giúp chú. Gã cầm chiếc khăn lau những giọt nước trên vai cha mình. Trên vai cha hắn đầy những vết thương, hôm nay vì bảo vệ gã, nên ông bị người ta vây đánh, Đỗ Thiên Giã cảm thấy một cảm giác rất khó tả dồn lên, làm cho mắt và mũi gã cay cay, trước giờ gã rất kiên cường, nhưng giờ đây không ngăn nổi dòng nước mắt. Trần Sùng Sơn nói, bí thư Đỗ, cháu không nên đến đây. Đỗ Thiên Giã cắn môi, cố gắng gằn giọng xuống, cha. Trần Sùng Sơn đờ người, một lúc lâu sau, ông mới cố gắng ghim sự xúc động trong lòng xuống. Thấp giọng nói, cháu ra ngoài đi, chú sẽ ra ngay. Trần Sùng Sơn mặc xong quần áo bước ra ngoài phòng, thấy Đỗ Thiên Giã đã rót trà cho ông ta, nhìn những vết thâm tím trên mặt con trai, Trần Sùng Sơn cảm thấy đau lòng, những vết thương trên người còn đau không? Đỗ Thiên Giã lắc đầu. Trần Sùng Sơn nói, vừa nãy cục trưởng Thiệu đã mang đến đây một bình hồng hoa dầu, còn giúp ta bôi một chút. Vâng, Đỗ Thiên Giã giúp cha sức dầu, nhìn mái tóc bạc của cha. Nếu như không phải là vì cứu mình, cha cũng không bị cuốn vào tai họa thế này, gã nói nhỏ cha yên tâm, lần này nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Trần Sùng Sơn nói, con không được vì chuyện của ta ảnh hưởng đến sự phán đoán và xử lý sự việc, ta là Trần Sùng Sơn, là một người thợ săn bình thường của núi Thanh Đài, ta không muốn giết anh ta, viên đạn đó ta không nhắm vào chỗ hiểm của anh ta, nhưng vì tuổi già mắt kém, sử dụng súng đã không được như trước nữa, nên vẫn cướp đi tính mạng của anh ta đã phạm pháp. Đỗ Thiên Giã nói lớn, không, cha không làm vậy. Trần Sùng Sơn mặc áo, ông quay mặt lại, hai đôi mắt đầy tình yêu thương nhìn con trai mình, ông trầm giọng nói, con là bí thư thị ủy, con là lãnh đạo cao nhất của Giang Thành, con nhìn nhận vấn đề không thể để ý quá nhiều đến nhân tố tình cảm, sự việc là thế nào thì là thế ấy, không thể vì quan hệ giữa hai chúng ta mà thay đổi nó, từ giờ trở đi, ta mong con không đến thăm ta nữa, còn về việc ta có phạm pháp hay không, nên chịu sự trừng phạt như thế nào. Sẽ có pháp luật đưa ra quyết định, ta tin rằng pháp luật nhà nước sẽ đối xử công bằng với ta. Đỗ Thiên Giã mím môi. Trần Sùng Sơn nói, con là đàn ông, phải kiên cường, đừng vì ta mà ảnh hưởng đến sự phán đoán và xử lý sự việc của con đi làm việc nên làm đi.
Đỗ Thiên Dã gật đầu mạnh. Trần Sùng Sơn lại nói, còn nữa, đừng bao giờ xưng hô với ta như thế. Cuộc sống học tập của Trương Dương ở trường đảng khá thuận lợi, hắn nghe theo sự khuyên bảo của Cố Giai Đồng, thật sự khiêm nhường, thời gian có thể làm tất cả mọi thứ thay đổi. Ở Đông Giang không có mấy ai quan tâm đến việc hắn đánh An Đạt Văn, tin tức thời không đã đưa ra một sự giải thích hợp lý nhất cho hành động của hắn. Nhưng Trương Dương vẫn phải khiêm nhường một thời gian, đây là trấn tĩnh, nếu như giờ đây hắn về Giang Thành, thì dù Đỗ Thiên Dã có dùng hắn, thì chắc chắn cũng sẽ làm cho hắn gặp không ít bão táp. Tạm thời rời khỏi Giang Thành, tránh ánh mắt và tránh trở thành tiêu điểm của mọi người mới là sự lựa chọn tốt nhất. Cố Giai Đồng đến Bắc Kinh tham gia này hội giới thiệu thuốc, vốn Trương Dương muốn đi theo, nhưng Cố Giai Đồng bảo hắn ở lại Đông Giang, chịu giáo dục của trường đảng. Thời gian này Trương Dương và Thường Hải Tâm ở rất gần nhau, hai người đi học ngồi cùng bàn, buổi trưa cùng ăn cơm, trong mắt người khác, hai người trở thành một đôi tình nhân. Trương Đại Quan đang tu tâm dưỡng tính, Thường Hải Tâm cũng không nghĩ linh tinh, cô rất rõ, Trương Dương chỉ coi mình như trẻ con, trong mấy ngày hắn ở trường, Thường Hải Tâm đều chuẩn bị sẵn cơm cho hắn, đại gia này vừa ngồi xuống là ăn ngay, ăn no xong rồi vứt bát đĩa đấy đi mất, có điều, lần này quả thật Trương Dương đã thay đổi rất nhiều. Rất ít khi ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Cơm canh ở căng tin trường đảng cũng không tồi, Thường Hải Tâm gọi cơm canh xong, Trương Dương đã lúc lắc đi đến, ngồi xuống đối diện Thường Hải Tâm, cầm đũa lên. Thường Hải Tâm không chịu nổi kiến nghị, này anh mặt dày kia, ngày nào anh cũng để con gái như tôi xếp hàng, có kẻ hầu đến tận miệng, anh coi tôi là người hầu à? Trương Dương cười nói, tôi lười mới có đất cho cô chăm chỉ chứ, tôi vô sỉ mới làm cho cô trở nên cao thượng được chứ. Tôi hy sinh nhân cách của mình để làm cho cô cao lên một bậc, cô nên cảm ơn tôi mới đúng. Hắn gắp một miếng sườn nướng, thơm thật, gần đây tôi ăn phát nghiện cơm ở căng tin rồi. Thường Hải Tâm lườm hắn nói, ngay cả bài tập anh cũng bảo tôi làm hộ anh. Tôi hiểu cả rồi, biết cả rồi, tôi sợ cô không nhớ được, nên để cô làm thêm một lần cho thêm ấn tượng. Này, anh chỉ biết biện hộ thôi, từ hôm nay trở đi tôi không làm bài tập giúp anh nữa. Thường Hải Tâm thấy một người xuất hiện ở ngoài căng tin, hơi trao mày nói, lại một người nữa đến ăn không cơm rồi. Trương Dương quay người đi, thì thấy Trần Thiệu Bân cười hì hì đứng ở ngoài, tên này từ lúc gặp được Thường Hải Tâm con tim lại rung động, đơn vị làm việc của anh ta cách trường đảng không xa, mỗi buổi trưa anh ta đều đến ăn dình cơm, anh ta phát hiện không có phần cơm của mình, bèn dày mặt nói, Thường Tâm à, sao lại không có cơm của tôi? Thường Hải Tâm chẳng khách khí gì, anh từ đâu chui ra thế? Ai quen anh cơ chứ? Anh đã ăn dình cơm ở đây gần một tuần rồi, tôi không nói anh thật chẳng biết tự giác gì hết. Trần Thiệu Bân cười hì hì nói, tôi rất muốn bỏ tiền đấy chứ, nhưng người ta không bán cho tôi, cơm của trường đảng thật là ngon, tôi nghĩ trong này có khi bỏ thuốc phiện ấy chứ, ăn một miếng lại muốn ăn miếng thứ hai. Thường Hải Tâm rút phiếu cơm ra vất cho anh ta, đừng nhiều lời, anh tự đi mua đi. Trần Thiệu Bân cười hì hì cầm phiếu cơm đi. Thường Hải Tâm thấy Trương Dương vừa ăn vừa cười, trong lòng bực mình, giơ tay đá vào chân hắn, anh xem, đám bạn hồ ly tinh của anh, ai cũng đều mặt dày cả. Trương Dương cười nói, tôi chẳng có quan hệ gì với anh ta nhé, có phải là xông về phía tôi đâu. Hắn đã nhận ra từ lâu Trần Thiệu Bân có ý định tán tỉnh Thường Hải Tâm. Thường Hải Tâm nói, coi như là tôi xin anh đấy, anh nói với anh ta, bảo anh ta đừng đến nữa, cười ngọt như rắc đường lên mặt vậy. Tôi nhìn thấy anh ta là chẳng còn muốn ăn cơm nữa. Trương Dương không nhịn nổi cười, Trần Thiệu Bân cũng đâu có kinh tởm đến thế nhỉ. Lúc này Trần Thiệu Bân bưng cơm đến, trả lại phiếu cho Thường Hải Tâm, ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, dịch dịch mông, đẩy Trương Dương sang một bên, trên mặt nở một nụ cười, ngọt ngấy người, thật sự là rất ngấy. Trương Dương lúc này mới hiểu tại sao Thường Hải Tâm lại hình dung là, rắc đường lên mặt. Thường Hải Tâm chẳng nói được gì, cắm đầu vào ăn. Trương Dương ngửi thấy một mùi thơm, hít hít rồi nói, mùi gì thơm thế? Hắn hít hít người Trần Thiệu Bân, mẹ kiếp, anh còn xịt nước hoa à? Ôi giời ông ơi là ông, anh thật là biến thái. Trần Thiệu Bân thở dài, anh thì biết gì chứ? Vì thế mới nói loại người như anh chỉ là cán bộ từ nông thôn ra mà thôi, tôi dùng nước hoa cho nam, mấy trăm tệ một chai đấy, đây gọi là đẳng cấp, anh có hiểu không? Trương Dương lắc đầu. Trần Thiệu Bân nói, Lương Thành Long tặng cho tôi đấy, đó là hàng cao cấp của Pháp, anh muốn dùng thì tìm anh ta mà lấy. Trương Dương nói, tôi chẳng có cái sở thích đấy. Trần Thiệu Bân lấy ra một lọ nước hoa, đưa cho Thường Hải Tâm nói, Hải Tâm, lọ nước hoa này cô mang về dùng đi.
Thường Hải Tâm nhìn lọ nước hoa, là của Sanen, nhưng không giơ tay ra nhận, không có công không nhận thưởng, tôi không cần. Trần Thiệu Bân vẫn không bỏ cuộc, anh ta cười nói, tôi ăn dính cơm bao nhiêu ngày thế này, sao lại không có tí biểu hiện gì được. Trương Dương nói, nhận đi thôi. Thường Hải Tâm lạnh lùng, đã nói không cần là không cần. Cô đứng dậy nói, hôm nay bát đũa các anh tự rửa. Quay người liền ra khỏi căng tin. Trương Dương và Trần Thiệu Bân nhìn nhau, chẳng ai hiểu tại sao Thường Hải Tâm lại tức giận đến vậy. Trương Dương thở dài nói, anh đúng là tai họa, đi đến đâu là bị người ta ghét đến đó. Trần Thiệu Bân nói, anh mới là tai họa, tôi tặng quà làm phiền đến ai cơ chứ? Trương Dương nói, không phải tôi muốn nói anh, nhưng có ai tặng quà như anh cơ chứ? Dù sao thì cũng phải mang đến cho tôi một lọ, đáng kiếp. Hắn vất đống bát đĩa rồi nói, rửa cho sạch đấy. Dựa vào đâu tôi phải rửa? Trương Dương nói, anh ăn dính cơm của người ta, cho anh rửa bát là lợi lắm rồi đấy. Trần Thiệu Bân hậm hực rửa xong bát, đến ký túc của Trương Dương, phát hiện Lương Thành Long đã lái chiếc BMW đến rồi. Lương Thành Long vì chuyện của Lê San San nên có chút không vui với Trần Thiệu Bân. Anh ta dừng xe, xuống xe chủ động nói, Thiệu Bân, anh cũng đến tìm Trương Dương à? Trần Thiệu Bân lạnh lùng nhìn anh ta rồi nói, chỉ mình anh đến được à? Lương Thành Long cười, anh ta khóa xe xong, Trương Dương ở trên lầu vẫy tay với hai người họ, lên đây đi, tôi pha trà cho các anh uống. Trần Thiệu Bân ấn bát cơm vào tay Lương Thành Long, mang lên đi, tôi còn phải đi làm. Trương Dương thấy một mình Lương Thành Long lên, đoán rằng Trần Thiệu Bân đang tức anh ta, cười nói, hai người vẫn chưa làm lành à. Lương Thành Long đặt bát lên bàn Trương Dương, rồi lại đưa cho Trương Dương một chiếc túi giấy, đây là nước hoa thanh hồng mang từ Pháp về, tôi để lại cho anh nhiều nhất, 12 chai nước hoa nữ, đủ để anh chia rồi chứ. Trương Dương cười ha ha, Lương Thành Long biết chuyện của hắn, hắn cất nước hoa đi. Lương Thành Long ngồi xuống trên chiếc giường nói, tôi và Thiệu Bân chẳng có chuyện gì cả, thật ra anh ta cũng biết rằng chuyện của Lê San San không liên quan đến tôi. Lúc đầu ăn cơm với Hà Trường An, là Bạch Yến gọi Lê San San đến, tôi cũng không ngờ rằng, họ ăn một bữa cơm mà đã dính lấy nhau rồi. Loại đàn bà này không cần thì cũng thôi, tôi đã xin lỗi Thiệu Bân rất nhiều lần, nhưng tiểu tử này rất sĩ diện, cứ cảm thấy tôi cố tình làm vậy, anh nghĩ mà xem, tôi chơi với anh ta từ nhỏ đến giờ. Bao năm rồi, tôi có hại ai cũng không hại anh ta chứ. Trương Dương chống hai tay lên giường, hôm nay sao lại nhớ đến đây tìm tôi thế này? Lương Thành Long nói, Hà Trường An đến rồi, anh ta biết anh ở Đông Giang, nên muốn gặp anh, tôi đến đây để mời anh. Vì chuyện của Tần Manh Manh, Trương Dương không có ấn tượng tốt đẹp gì với Hà Trường An, có điều hắn chẳng phải là người ghét đến độ không gặp người khác, trong sâu thẳm hắn cũng rất hiếu kỳ về Hà Trường An. Hà Trường An tại sao lại biết nhiều nội tình đến thế, người này rốt cuộc có mục đích gì? Lương Thành Long nói, phòng chữ thiên kim phấn thế gia, 6 giờ rưỡi tối nay. Trương Dương gật đầu nói, yên tâm đi, tôi sẽ đến đúng giờ. Lương Thành Long nói, có cần tôi cho xe đến đón anh không? Trương Dương lắc đầu nói, không cần đâu, tôi có xe. Lương Thành Long cười nói, đến kim phấn thế gia, chẳng lẽ anh lại cưỡi con xe máy hạnh phúc của mình đi? Hạnh phúc thì đã làm sao? Tôi không tin, tôi đi xe máy chẳng lẽ người ta lại không cho tôi vào cửa? Lương Thành Long biết tính khí tên này, cười đứng dậy nói, tôi còn có tí việc, tối gặp lại. Đi đến cửa anh ta mới nhớ lại một việc, đúng rồi, mang bạn gái đi nhé. Tối nay Bạch Yến và Lê San San đều đi cả. Trương Dương gật đầu. Lương Thành Long vừa mới đi, Thường Hải Tâm đã đến lấy bát, giận thì giận, nhưng bữa tối cô vẫn đi mua dùm Trương Dương. Cô phát hiện ra mình đã thích ứng với cái vai trò cô hầu này rồi. Trương Dương thấy cô bước vào, nhớ đến việc tối nay ăn cơm, cười nói, buổi tối chúng ta không cần phải đi ăn ở căng tin rồi. Thường Hải Tâm nói, anh muốn ra ngoài uống rượu. Trương Dương nói, còn có cô nữa mà, tối nay Lương Thành Long mời khách ở Kim Phấn Thế Gia, chúng ta đến đó ăn cho thỏa thích. Thường Hải Tâm cười nói, tôi cũng đã nghe nói, Kim Phấn Thế Gia là nhà hàng hạng nhất ở Đông Giang, tôi chưa từng vào đó. Buổi tối hôm đó Trương Dương vẫn lái chiếc xe máy hạnh phúc của hắn đến Kim Phấn Thế Gia, giờ đây thời tiết đã hơi ấm, lái xe máy để cho gió thổi vào người rất thích, có điều, Thường Hải Tâm mặc váy ngắn nên chỉ có thể ngồi sang một bên. Trương Dương nói, Lương Thành Long mời khách, chúng ta không cần phải khách sáo. Hắn cầm một chai nước hoa lên đưa cho Thường Hải Tâm, tặng cô đấy. Thường Hải Tâm tưởng rằng đó là của Trần Thiệu Bân, lắc đầu nói, đồ của Trần Thiệu Bân tôi không lấy.
Trương Dương cười nói, Lương Thành Long cho tôi đấy, tôi mượn hoa tặng Phật, cô không lấy thì thôi vậy. Thường Hải Tâm cầm chai nước hoa nói, tôi không lấy làm sao được chứ, tôi làm nha hoàn cho anh mấy ngày nay, lấy chút phí cũng là chuyện bình thường. Buổi tối hôm đó Trương Dương vẫn lái chiếc xe máy hạnh phúc của hắn đến Kim Phấn Thế Gia, giờ đây thời tiết đã hơi ấm, lái xe máy để cho gió thổi vào người rất thích, có điều, Thường Hải Tâm mặc váy ngắn nên chỉ có thể ngồi sang một bên. Trương Dương ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô, cười nói ra thì, đúng là rất thơm. Thường Hải Tâm hơi đỏ mặt, ngồi đằng sau hắn ta, nắm lấy hai vạt áo của hắn nói, anh đi chậm một chút. Yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của tôi tốt lắm. Kim Phấn Thế Gia cách trường đảng không đến 3 km, Trương Dương đi xe máy đến bãi đỗ xe của Kim Phấn Thế Gia, ngay lập tức đã có bảo vệ đến, chỉ bên trái nói tiên sinh, xe máy mời đỗ sang bên kia. Thường Hải Tâm sợ hắn lại xảy ra chuyện với người ta, kéo kéo tay hắn, Trương Dương cười nói, tôi là ai chứ, cô yên tâm đi. Từ sau khi tin tức thời không phát, Trương Đại Quan rất vui vẻ, tính khí của hắn cũng tốt lên rất nhiều, hắn đỗ xe xong, đi vào cửa chính của Kim Phấn Thế Gia. Thấy Lê San San đi ra từ một chiếc xe ben, Lê San San nhìn thấy Trương Dương, cười bước đến nói, chủ nhiệm Trương, lại đến Đông Giang rồi. Trương Dương cười nói, tôi không yên tâm đám bạn của tôi, một thời gian không gặp đã cảm thấy rất nhớ rồi. Lê San San nói, chủ nhiệm Trương chẳng hề thay đổi gì cả, nói năng rất ngọt. Trương Dương nói, Lê Tiểu Thư thay đổi rồi, ngày càng xinh đẹp, gì đó nhỉ, hình như xe cũng to hơn rồi. Lê San San hơi đỏ mặt. Cô ta nghe ra Trương Dương đang khích bác mình, sự lợi hại của Trương Dương cô ta đã từng được nếm trải, cô ta không dám đắc tội với Trương Dương, nói với Thường Hải Tâm, vị này là. Thường Hải Tâm cười nói, tôi là Thường Hải Tâm, là bạn của Trương Dương. Lê San San yêu kiều nói, bạn của Trương Dương ai nấy đều đẹp. Trương Dương vì chuyện của Trần Thiệu Bân nên có chút phản cảm với Lê San San, hắn dục chúng ta đi vào đi, đừng để khách chờ. Đến khi họ bước vào phòng, phát hiện ra Lương Thành Long và Bạch Yến đã đến cả rồi, có điều người chỉ trì ngày hôm nay là Hà Trường An vẫn chưa đến. Bạch Yến nói với Lê San San, San San, sao cô không đi cùng Tổng Giám Đốc Hà? Vì họ đều không phải là người ngoài, nên cô ta vừa nói đã xé toạc mối quan hệ của Lê San San và Hà Trường An. Lê San San nói, buổi chiều anh ấy đến chính phủ thành phố làm việc rồi, không liên lạc với tôi. Đang nói chuyện, Hà Trường An bước vào. Y mặc một bộ đồ màu cho, mỉm cười xin lỗi, tôi bị tắc đường, muộn mất 5 phút. Trương Dương cười nói, Tổng Giám Đốc Hà là quý khách, có thể đến muộn. Hà Trường An cười ha ha, thò tay ra chủ động bắt tay với Trương Dương, Tiểu Trương à, chúng ta lâu lắm không gặp rồi, trước khi đến đây, tôi còn ăn cơm cùng với mẹ nuôi của cậu, bà nhắc đến cậu suốt đấy. Lương Thành Long mời Hà Trường An ngồi xuống ghế, Lê San San ngồi bên cạnh Hà Trường An. Trương Dương nhìn Lê San San hạnh phúc tràn trề, trong lòng thầm chửi, thế gian này thật sự thay đổi rồi, dù Trần Thiệu Bân có ngang ngược thì cũng đẹp trai trẻ trung hơn Hà Trường An, mà Lê San San lại thích một ông gần 50 tuổi, mẹ kiếp, đều là vì tiền cả. Họ ở cùng nhau uống rất ít rượu, Hà Trường An rất chú trọng đến sức khỏe, chỉ uống một cốc ngũ lương dịch, mỗi lần nhấc chén chỉ nhấm môi một hút, y cười nói, tửu lượng của tôi không được tốt, các cậu cứ uống đi, đừng vì tôi mà ảnh hưởng đến tửu hứng. Trương Dương nói, Tổng Giám Đốc Hà rất biết cách chăm sóc bản thân, chẳng lẽ chúng tôi lại không biết, ha ha, rượu uống nhiều chẳng có ích lợi gì cả. Tôi cũng bắt đầu hạn chế rồi. Hà Trường An nói, thật ra không chỉ là rượu, bất cứ việc gì cũng không nên quá chớn, cần phải nhớ câu, quá do bất cập, ít quá và nhiều quá đều không tốt. Y nói xong, quay sang Trương Dương, Tiểu Trương à, tôi nhờ cậu cho tôi mấy chữ vàng ngọc, cậu viết cho tôi 4 chữ này được không? Trước mặt nhiều người như thế này. Trương Dương đương nhiên không tiện khước từ, điềm đạm cười nói, được, khi nào rỗi tôi sẽ viết cho ông. Hà Trường An nói, tối mai tôi đã đi rồi, ngày mai tôi sẽ cho người đến trường đảng. Niềm thích thú của y về chữ của Trương Dương là thật. Hà Trường An biết thân phận của Thường Hải Tâm, cười nói, Thường Tiểu Thư, tôi và thị trưởng thường nói chuyện với nhau mấy lần, ông ấy đúng là một thị trưởng rất có uy. Thường Hải Tâm nói, khu nhà Thiên Đô đã trở thành điểm nhấn của thành phố Lam Sơn. Danh tiếng của Hà Tiên Sinh ở Lam Sơn rất lớn. Thường Hải Tâm không hề khoa trương một chút nào, kiến trúc cao nhất ở Lam Sơn là Thiên Đô Đại Hạ cao đến 68 tầng, chính là do công ty kiến trúc của Hà Trường An xây dựng. Hà Trường An nói, đa phần mọi người biết tôi ở góc độ kinh doanh, thật ra tôi không thích làm kinh doanh,
tôi muốn làm một nhà văn hóa. Trương Dương nói, việc kinh doanh của Tổng Giám đốc Hà quá thành công, vì thế người khác quên mất những thành tựu ở phương diện khác của ông. Hà Trường An nói, ở lâu trong cái vòng này sẽ gây ra một cảm giác chán, càng muốn thoát khỏi nó, ở trên quan trường có cảm giác như vậy không? Trương Dương nói, tôi không, tôi thấy rất mới mẻ, hơn nữa càng làm càng hứng thú. Hà Trường An nói, có lẽ đến khi cậu vào tuổi này của tôi sẽ nhìn nhận mọi việc khác đi rồi. Bạch Dương nói, mỗi lần nghe Tổng Giám đốc Hà nói chuyện tôi đều có cảm giác như nhìn thấu cuộc đời vậy, chết rồi, cứ như thế này, chẳng phải tôi phải xuất gia làm ni cô rồi sao? Lương Thành Long nói, em không được xuất gia đâu, em xuất gia rồi, anh phải làm thế nào? Mọi người đều cười. Bữa tiệc hơn một tiếng sau đã kết thúc, Trương Dương lấy chiếc xe máy của hắn đưa Thường Hải Tâm đi, Thường Hải Tâm rất ít nói, đến khi Trương Dương gặp phải đèn đỏ, phanh gấp. Cô bỗng nhiên phải ôm lấy eo Trương Dương, lúc này mới nói, anh đi nhanh vậy làm gì? Trương Dương cười nói, tôi tưởng cô ăn xong bữa cơm là biến thành câm rồi cơ đấy. Thường Hải Tâm nói, tôi không thích họ, đã biết sớm thì tôi không đi đâu. Bạch Dương và Lê San San đều đóng vai người tình, vì thế sau khi Thường Hải Tâm đến nơi, hơi khó chịu. Trương Dương nói, người ta đều có bạn đi cùng, một mình tôi đến thật là cô đơn. Thường Hải Tâm hơi bực nói, tôi không giống với họ. Trương Dương lúc này mới hiểu tại sao cô ấy tức giận, cười ha ha nói, đương nhiên không giống rồi, cô là anh em của tôi, cô là em gái của tôi, còn kiêm nha hoàn của tôi, gì nhỉ, người ta gọi đó là thư ký cuộc sống đấy. Anh mơ đấy à, tôi là thư ký của thị trưởng Tần, không phải là của anh. Trương Dương nói, hay là tôi điều động cô về. Thường Hải Tâm cười khanh khách, giờ đây anh chẳng có chức vị gì cả. Còn muốn có thư ký à? Bạn Trương Dương à, học hành cho tử tế vào đi, nếu như anh tiến bộ chậm, thì tương lai làm thư ký cho anh còn chưa chắc đấy. Trương Dương nói, tôi lại rất muốn làm thư ký cho cô có dám nhận không? Thường Hải Tâm đỏ mặt, may mà cô ngồi đằng sau Trương Dương, nên không bị phát hiện, dám, có gì mà không dám chứ? Hà Trường An trưa ngày hôm sau quả nhiên đến ký túc xá của Trương Dương, y đến là để xin chữ. Mặc dù hôm qua Trương Dương đã đồng ý, nhưng sau khi rời đi hắn đã quên mất việc này, thấy Hà Trường An đến, lúc này mới nhớ ra, hơi ngại ngần nói, ông thấy đấy, tôi thật là không nhớ được việc gì. Tổng Giám đốc Hà, ông đợi chút, tôi đi mua mực và giấy lại ngay. Hà Trường An cười nói, không cần đâu, tôi đã chuẩn bị cả rồi. Y bảo người lái xe đứng ngoài vào, đưa giấy mực nghiên đến, người lái xe đó đưa xong lại xuống dưới xe chờ. Trương Dương lấy bàn ra. Trên mặt bàn đã lót giấy đệm cả, Hà Trường An đã bắt đầu mài mực cho hắn, với thành ý này của y, Trương Dương dù muốn hay không cũng phải viết chữ cho y. Trương Dương nói, mẹ nuôi tôi dạo này thế nào? Câu này là tiếp tục chuyện hôm qua Hà Trường An nói ăn cơm cùng La Tuệ Ninh. Hà Trường An cười nói, bà ấy khá vui vẻ, nói cậu xảy ra việc cũng không thèm gọi điện cho bà một câu. Trương Dương nói, tính tình tôi không được tốt, quá bồng bột, thường xuyên gây chuyện. Từ lúc đánh xong người thương nhân đó, tôi không dám gọi điện cho bà nữa. Hà Trường An nói, tin tức đó tôi xem rồi, xử lý rất tốt mà, hai vợ chồng phó tổng giám đốc Văn đối xử với cậu thật là tốt. Trương Dương cười, cầm bút lên, viết lên giấy bốn chữ quá do bất cập. Hà Trường An thầm bái phục, thư pháp của Trương Dương rất độc đáo, nếu so với những nhà thư pháp khác, chữ của Trương Dương có cái gì đó ngang tang, bay bổng. Hà Trường An ngắm nhìn bốn chữ. Một hồi lâu sau mới nói, Trương Dương, nếu như cậu rèn luyện thư pháp, thì tương lai nhất định sẽ không kém hơn Chỉ Tiên Sinh đâu. Trương Dương đặt bút xuống, uống một cốc trà nói, sai rồi, tôi quá bộc chộp, tính đã vậy rồi, không thể đạt được cảnh giới như anh nói, vì vậy những thành tựu thư pháp của tôi chỉ đến được đây thôi, không thể hơn được nữa, vĩnh viễn không đạt được tới cảnh giới của Thiên Chỉ Tiên Sinh, đừng nói Thiên Chỉ Tiên Sinh, trong số những người tôi quen, có không ít cũng viết đẹp hơn tôi. Hà Trường An nói, có cơ hội cậu mời giúp tôi một chút. Trương Dương nói, những người như thế này đều rất cổ quái, tính tình đều không được tốt, chưa chắc họ đã đồng ý gặp ông. Câu này của hắn không hề nể mặt Hà Trường An. Chương 330, càng ngày càng hăng. Hà Trường An nói, đúng thế, càng là những người như vậy thì càng cổ quái, giờ đây tôi ngày càng tin vào tạo hóa và cơ ngộ, đời người có quá nhiều việc không thể miễn cưỡng, tùy vào vận mệnh mới là con đường đúng đắn của con người. Trương Dương cười ha ha nói, hèn chi Bạch Dương nói gặp ông một lần mà như nhìn thấu được cuộc đời, Tổng Giám đốc Hà nói chuyện ngày càng giống như một người cao nhân ngoài thế giới này rồi. Cao nhân thì không dám,
Những việc tôi trải qua đã quá nhiều, cũng gặp phải nhiều trở ngại, trong lòng tự nhiên sẽ ngộ ra nhiều điều. Hà Trường An cầm cốc trà trên bàn lên, nhấm một ngụm nói, tôi có mang cho cậu một ít trà, tí nữa lái xe sẽ đưa cho cậu. Trương Dương cũng không khách khí với y, gật đầu nói, Tổng Giám Đốc Hà đã gặp Văn Hạo Nam chưa? Hắn cố ý nói đến vấn đề này. Hà Trường An thở dài, đầy tội lỗi nói, Trương Dương, nói đến việc này tôi thật là rất áy náy, vốn tôi chỉ vô ý nói một câu, nhưng lại gây ra nhiều vấn đề cho cậu như vậy. Trương Dương thầm nói, cứ giả vờ đi, để ông giả vờ. Tất cả mọi việc từ đầu đến cuối đều do Hà Trường An gây ra, giờ đây y lại giả đò vô tội trước mặt hắn, tên này đúng là cáo giả. Hà Trường An nói, dù là cậu có tin hay không, quan hệ của tôi và hai nhà Văn, Tần đều rất tốt, tôi không tiện đứng ra nói việc này, giờ đây hai nhà đã biết rồi. Văn Hạo Nam và Tần Manh Manh cũng đã biết, cũng đã đỡ được nhiều việc phiền phức sau này. Y dừng một lúc rồi nói, Tần Manh Manh đã vứt bỏ lại tất cả mọi thứ ở Bắc Kinh, nghe nói cô ta muốn đưa Tần Hoan đến Mỹ để chữa trị. Trương Dương không giấu giếm gì, việc này là do tôi sắp xếp, Tần Manh Manh nhận mẹ tôi làm mẹ nuôi, giờ đây là em nuôi của tôi. Hà Trường An nói, tôi có nghe qua về chuyện này, cậu còn nhận Tần Hoan làm con trai nuôi nữa. Trương Dương nói, Tần Hoan rất đáng yêu, có duyên với tôi rất thích nó. Hà Trường An nói, việc này không thể che đậy được đâu, cả kinh thành đâu đâu cũng đồn đại, Tần gia rất xấu mặt, lão Tần lại là người rất thích thể diện, tức đến độ tuyệt giao quan hệ cha con với Tần Manh Manh. Trương Dương nói, tôi thấy tình cảm cha con giữa họ cũng không được tốt, Tần Hoan lớn như vậy rồi, chẳng lẽ người nhà cô ấy lại không biết một chút nào hay sao? Hà Trường An nói, việc của nhà người ta không đến lượt chúng ta quản, có điều tính Tần Manh Manh cũng rất kiên cường, tôi rất khâm phục cô ấy. Trương Dương thầm chửi, ông khâm phục cái con khỉ, người làm lộ chuyện riêng của Tần Manh Manh ra ngoài chính là ông, giờ đây lại giả vờ làm người tốt, có điều nghĩ đi nghĩ lại thì lần này mặc dù Hà Trường An muốn hại Tần Manh Manh, nhưng lại gián tiếp giúp cô ấy, nếu không phải là ông ta nói chuyện này với hắn, thì hắn làm sao có thể hiếu kỳ đi nghiên cứu, nếu hắn không đi Bắc Kinh, thì lại làm sao có thể quen được với hai mẹ con Tần Manh Manh, và bệnh tình của Tần Hoan làm sao cứu chữa được. Hà Trường An nói, với chuyện của Tần Manh Manh tôi vẫn hơi áy náy, Trương Dương, tôi muốn cậu giúp ta một việc. Trương Dương gật đầu nói, Tổng Giám Đốc Hà cứ nói. Hà Trường An lấy ra một tờ chi phiếu 500.000, đây là chút tấm lòng của tôi. Cậu giúp tôi đưa cho Tần Manh Manh, chỉ cần nói là quyên góp, đừng nhắc đến tên tôi. Trương Dương cười hì hì nhìn Hà Trường An, trong lòng nói, Hà Trường An ơi là Hà Trường An, ông là một loại trở mặt điển hình, số tiền này không lấy thì cũng tiếc. Trương Dương lấy số tiền, cố ý nói, nếu như cô ấy không cần thì phải làm thế nào? Hà Trường An cười nói, nếu cô ấy không cầm thì cậu tìm cách tiêu cho hai mẹ con họ, tôi tin là cậu làm được. Trương Dương cất tờ chi phiếu đi rồi nói, Tổng Giám Đốc Hà đã nghĩ đến việc đầu tư vào Giang Thành chưa? Hà Trường An cười nói, theo những gì tôi biết, thì giờ đây cậu đã không còn là chủ nhiệm phòng chiêu thương Giang Thành nữa. Mà vẫn còn quan tâm đến mọi việc như thế, dù là có kéo tôi đi đầu tư vào Giang Thành, thì thành tích cũng là của người khác thôi mà. Trương Dương nói, Tổng Giám Đốc Hà nghĩ tôi quá hẹp hòi rồi, tôi làm quan có phải là vì thành tích đâu, tôi muốn giúp lão bách tính làm chút gì đó, muốn giúp quê nhà thay đổi bộ mặt lạc hậu, tôi có quan điểm như vậy đó. Hà Trường An nói, tôi đã tiếp xúc rất nhiều quan lại, nhưng những người có cảnh giới như vậy thật sự rất ít. Trương Dương nói, theo như lời Tổng Giám Đốc Hà nói, chẳng lẽ tôi là loại khác biệt trên quan trường sao? Hà Trường An cười nói, dù là trên thương trường hay là trên quan trường, muốn đi càng xa, thì càng phải nhìn xa nhìn rộng hơn người khác, không có cái nhìn rộng thì không thể gặt hái được thành tựu trên quan trường. Lúc này Thường Hải Tâm đến gọi Trương Dương đi ăn cơm, thấy Hà Trường An cũng ở đó, cười chào một tiếng. Trương Dương nói khách khí với Hà Trường An, Tổng Giám Đốc Hà, cùng đến căng tin ăn đi. Hắn chỉ muốn mời khách sáo với Hà Trường An mà thôi, không ngờ Hà Trường An lại gật đầu. Thường Hải Tâm thầm nói, hôm nay lại thêm một người đến ăn dình cơm rồi. Hà Trường An không phải là loại người ăn dình, đưa 500.000 để đi ăn một bữa cơm. Giá trị của bữa cơm này thật là hơi đắt, nhưng họ vừa mới ngồi xuống, Trần Thiệu Bân đã đến rồi, tên này đến rất đúng giờ, thấy Hà Trường An, cục tức trong lòng anh ta đã dồn lên đến cổ, việc của Lê San San anh ta luôn nhớ nằm lòng, thấy Hà Trường An lại ngồi cùng Thường Hải Tâm ăn cơm, lão già này chẳng lẽ lại có ý đồ gì với Thường Hải Tâm rồi sao? Trần Thiệu Bân lấy phiếu cơm từ chỗ Trương Dương, rồi lấy cơm ngồi xuống bên cạnh Hà Trường An.
Khi Hà Trường An uống canh, Trần Thiệu Bân cố ý hít vào tay y, làm cho bát canh trứng gà đổ lên người y. Trần Thiệu Bân nói, xin lỗi, xin lỗi. Ai cũng biết tên này cố tình, may Hà Trường An chẳng thèm chấp tên này, lấy chiếc khăn tay của Thường Hải Tâm đưa cho, lau sạch vết canh trên người, cười nói, xem ra cơm của trường đảng quá ngon, ngay cả quần áo của tôi cũng muốn nếm thử. Trần Thiệu Bân cười gian manh, ăn mấy miếng, sau đó chau mày, uệ một tiếng nhổ hết cả ra, đang ăn cơm lại có con bọ bay vào, kinh tởm quá. Hà Trường An cười điềm đạm, đứng dậy nói, Trương Dương, tôi đi trước đây, còn một số việc phải làm. Trương Dương đưa Hà Trường An ra ngoài rất lịch sự, mặc dù hắn cũng ghét Hà Trường An, nhưng ngoài mặt hắn vẫn rất tốt. Trương Dương cảm thấy cảnh giới của mình cao hơn rất nhiều so với Trần Thiệu Bân. Có điều Trần Thiệu Bân tức là vì Lê San San bị cướp đi, mối thù đó là mối thù cướp vợ, nếu như là hắn, có lẽ phản ứng của hắn đã kịch liệt hơn rất nhiều. Về đến căng tin, thì thấy Thường Hải Tâm đã đứng dậy đi ra. Trương Dương hơi ngạc nhiên nói, anh lại nói gì với cô ấy rồi? Làm cho người ta không vui. Trần Thiệu Bân rất vô tội nói, tôi chẳng nói gì cả, tôi chỉ nói rằng lão già này không phải là người tốt đẹp gì, bảo cô ấy đề phòng lão ta một chút. Đừng có mắc lừa lão ta. Cô ấy nói thế nào? Cô ấy nói tôi hết việc làm, nói tôi tưởng rằng ai cũng như tôi. Trương Dương không chịu nổi cười phá lên. Trần Thiệu Bân chán đến cực độ, này người anh em, có phải EQ của tôi quá thấp không? Trương Dương nói, chẳng có liên quan gì đến tôi cả. Mẹ kiếp, anh chẳng có chút nghĩa khí gì vậy, anh em đã thê thảm đến độ này rồi mà còn không ra tay giúp tôi, chẳng lẽ anh cũng thích Thường Hải Tâm rồi à? Trương Dương trừng mắt với anh ta, anh cút đi được rồi đấy. Anh không thấy mệt à? Nhiều sức lắm lực thế thì lấy đó mà học tập mà làm việc, suốt ngày yêu với chẳng đương, anh có phiền không chứ? Trần Thiệu Bân nói, anh đứng mà nói đương nhiên chẳng đau lưng rồi. Nếu như tôi có duyên đàn bà như anh, thì tôi cũng làm việc tử tế được, nhưng giờ đây tôi chẳng có ai, tôi lo là đương nhiên. Cái loại như anh mà còn đòi gì? Sự xuất hiện của Hà Trường An cũng nhắc nhở Trương Dương, có một vài việc không nên lảng tránh, hắn gọi điện cho mẹ nuôi La Tuệ Ninh, cảm ơn La Tuệ Ninh. La Tuệ Ninh trách, thằng con này, gặp phải chuyện toàn giấu mẹ, nếu không phải là Thiên Giã tìm đến mẹ, thì có lẽ giờ mẹ vẫn chẳng biết gì hết. Trương Dương nói, không đâu ạ. Khi tin tức thời không phát nhất định mẹ sẽ biết. La Tuệ Ninh cười, con vẫn còn nói được vậy cơ à, suýt nữa thì thành nhân vật phản diện điển hình rồi. Đâu có, hình tượng của con trên tin tức thời không là chính diện đó chứ. La Tuệ Ninh nói, đừng có đắc ý, sự việc lần này con phải rút kinh nghiệm, nếu không thì về sau sẽ gặp phải phiền phức y như vậy đó. Con biết rồi mẹ, cảm ơn mẹ. La Tuệ Ninh cười nói, hai mẹ con mình vẫn phải nói những lời khách khí như vậy à. Đúng rồi, chiếc khăn quàng cổ dài đồng tặng cho mẹ mẹ rất thích. Trương Dương hơi ngớ người, ngay lập tức hiểu ra, Cố Dài Đồng thật sự rất chu đáo, Trương Dương lòng rất ấm áp, đây chính là hồng nhan tri kỷ, thật là thân thiết, hắn cười nói, mẹ thích là tốt rồi. La Tuệ Ninh nói, bệnh tình của Tần Hoan thế nào rồi? Đã khỏe rồi ạ, Yên Nhiên giúp nó liên hệ với bệnh viện bên Mỹ, tháng sau Tần Manh Manh sẽ đưa nó đi cùng. La Tuệ Ninh nhẹ nhàng nói, thế thì tốt rồi. Trương Dương nói, Hạo Nam thế nào rồi ạ? La Tuệ Ninh nói, bên ngoài mặt thì rất bình thường, nhưng mẹ biết nhất định trong lòng nó vẫn đang nhớ tới cô ấy, giờ đây nó về rất ít, dù là về nhà cũng không nói gì với hai chúng ta. La Tuệ Ninh nhắc đến chuyện này không khỏi đau lòng. Trương Dương nói, thời gian sẽ xóa sạch mọi thứ, anh ấy sẽ quên thôi. La Tuệ Ninh nói, con yên tâm mà học tập, việc công tác không cần phải lo. Con biết. La Tuệ Ninh lại nói, tháng năm mẹ định đi Bình Hải để thư giãn một chút. Đến Giang Thành đi mẹ, con sắp xếp mẹ đến suối nước nóng Xuân Hy để nghỉ ngơi. La Tuệ Ninh nói, đến lúc đó rồi tính sau. Giang Thành không vì chuyện Trương Dương rời đi mà bình lặng lại, trong ngày thứ ba sau khi vụ đánh nhau xảy ra, những người dân thôn Chu Tiểu Kiều đã tập hợp lại, hơn 700 người tập hợp ở cổng chính phủ huyện ủy huyện, đòi trả nợ máu, trừng phạt hung thủ giết người. Khi người dân vây lấy cánh cửa, bí thư huyện ủy Chu Hằng đang mở cuộc họp thường ủy, nghe thấy tin tức liền ngay lập tức dừng cuộc họp, tất cả thường ủy đều ra cửa sổ nhìn, thì thấy cửa đã bị vây kín, mấy chục lá cờ trắng đang hô qua hô lại, có người hét phải trả nợ máu, trừng phạt hung thủ giết người, hơn 700 người hét theo, làm cho cửa sổ cũng phải rung theo. Mặc dù số người rất nhiều, nhưng may mà chưa xảy ra đánh nhau. Mấy thường ủy này đều là những tay lâu năm chính trị đã trải qua nhiều sóng gió.
nhưng chưa từng nhìn nhiều những cảnh như hôm nay, mặc dù Chu Hằng đã ở Xuân Dương một thời gian rồi, xây dựng được một đám người của mình, nhưng cũng có người không thích y, huyện trưởng Sa Phổ Nguyên là người như vậy. Sa Phổ Nguyên nhìn thấy việc này trong lòng thầm phấn khởi, với y, sự việc càng lớn càng tốt, việc đánh nhau lần này rất phức tạp, vì bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã cũng bị kéo vào trong đó, và trở nên rất mẫn cảm, rất khó xử lý, nếu như sự việc làm to ra nhất định có người sẽ đen đủi. Trong cuộc họp ngay trong ngày xảy ra trận đánh nhau có thể thấy rằng Đỗ Thiên Giã rất bực mình. Cu Hằng nói với Cục trưởng Công an Thiệu Vệ Giang, lão Thiệu, việc gì thế? Chẳng phải đã làm tốt công tác an ủi người nhà có người chết rồi sao? Thiệu Vệ Giang cũng rất kỳ lạ, sau cuộc đánh nhau đó, chính phủ huyện ủy huyện rất coi trọng, đã kịp thời an ủi người nhà nạn nhân, không ngờ cuối cũng vẫn xảy ra chuyện này, y thấp giọng nói tôi sẽ đi khuyên họ ngay. Chu Hằng bực mình nói, làm liều, chạy đến cổng chính phủ huyện gây rối, đám dân này thật là to gan. Huyện trưởng Sa Phổ Nguyên nói, bí thư Chu, núi Thanh Đài là nơi thế nào cơ chứ? Trước kia nơi này từng là nơi không ngừng xuất hiện đạo tặc, dân tình rất hung hãn, những người dân ở núi Thanh Đài từ trước đến giờ đều chẳng thèm để mắt đến ai cả. Phó huyện trưởng Từ Triệu Bân nói, chẳng dễ quản chút nào. Chu Hằng nghe hai người đó đang nói khích bác mình, bực mình nói cái gì mà không dễ quản. Cái gì gọi là nhân dân hung hãn? Giờ đây là những năm 90 rồi, là Trung Quốc mới xã hội chủ nghĩa, mấy người tưởng là xã hội cũ sao? Sa Phổ Nguyên cũng không phải là hạng vừa, lạnh lùng nói, chúng tôi đang phân tích tình hình. Phân tích tình hình gì? Bình thường các người làm gì rồi? Giờ đây nhân dân đã làm loạn đến cửa rồi, các người bắt đầu phân tích, có ích không? Cả một bộ tức của Chu Hằng không tìm được ai để xả ra, tất cả đều xả lên đầu Sa Phổ Nguyên. Sa Phổ Nguyên nói, chẳng ai làm việc ít hơn ai cả, xảy ra việc rồi lại sát phạt lẫn nhau có ích gì? Nghĩ cách gì giải quyết nó đi thì hơn. Mâu thuẫn của hai người đã rất rõ ràng, một đám thường ủy huyện đều thầm lắc đầu. Bí thư huyện ủy và huyện trưởng là nước lửa không dung, lãnh đạo huyện Xuân Dương như vậy, làm sao có thể hợp tác làm việc được. Công việc cụ thể do Thiệu Vệ Giang đảm nhận, y đến trước cổng đại viện huyện ủy hét to, làm cho đám dân giữ trật tự, những cảnh sát nhận được lệnh cũng tập trung ở bên này, những người dân đó tạm thời cũng kìm hãm được. Thiệu Vệ Giang phát hiện ra một hiện tượng không bình thường, có phóng viên đang chụp ảnh. Những tư chất đặc biệt của người cảnh sát làm y cảnh giác, y bảo thủ hạ mau đuổi phóng viên đi, nếu như sự việc làm to ra, thì y sẽ phải lãnh trách nhiệm. Đám người ở thôn Chu Tiểu Kiều rất có tổ chức, trước mặt cảnh sát, họ cố gắng giữ trật tự, giương cờ, miệng hô hào, nhưng không có hành vi bạo lực, người nhà của nạn nhân đề nghị được gặp và nói chuyện với bí thư thị ủy, huyện trưởng. Điều làm Thiệu Vệ Giang đau đầu là, giờ đây đám người tập trung ngày càng nhiều. Vì thế đem đến khó khăn cho công tác giải tán của họ, nếu như áp dụng biện pháp mạnh, thì sợ rằng sẽ có xung đột, thậm chí có thể không khống chế được hiện trường nữa, ngay lập tức, y báo cáo với cấp trên về tình hình này. Chu Hằng từ lúc nhậm chức đến nay đây là lần đầu tiên gặp phải vấn đề nghiêm trọng thế này, sau khi y suy nghĩ thận trọng, quyết định đồng ý gặp mặt người nhà nạn nhân. Bên thôn Chu Tiểu Kiều đưa ra 5 người đại diện, 3 người trong số đó là người nhà trực hệ của nạn nhân, 2 người còn lại là anh em họ. Cha của Chu Hồng Vệ là một người nông dân rất thật thà, ngồi ở đó bắt đầu rơi lệ con trai đáng thương của tôi. 2 người anh của Chu Hồng Vệ cũng nước mắt ngắn dài. Thiệu Vệ Giang nói, mọi người đến để đàm phán, đừng khóc lóc vội, có vấn đề gì thì nói ra đây, bí thư Chu và hiệu trưởng Sa đều đã đến cả. Mọi người nói rõ tình hình ra, nếu như có lý, thì chúng tôi sẽ nhất định giải quyết cho mọi người. Chu Hồng Quân là một thầy giáo của trường tiểu học dân lập thôn Chu Tiểu Kiều. Gã lau nước mắt nói, em trai tôi mới 24 tuổi, mà nó đã phải ra đi như vậy rồi, để lại 3 đứa con, 3 đứa ấy mồ côi cha phải sống thế nào đây? Huyện trưởng Sa Phổ Nguyên nói, anh có biết em trai anh làm gì không? Anh ta ăn cắp văn vật đất nước, đánh nhau, đây đều là những hành động vi phạm luật pháp, mà mọi người lại còn tụ họp nhiều người đến gây chuyện ở cửa chính phủ huyện ủy thế này, đây gọi là công kích vào cơ quan chính phủ, đây chính là hành vi coi thường luật pháp nhà nước. Đối mặt với những người dân chẳng có mấy kiến thức, Sa Phổ Nguyên dùng quyền thế của y để dọa họ. Anh hai của người chết là một tay mổ lợn, cũng là một nhân vật khá hung hăng ngang ngược ở trong hương, cuộc đánh nhau hôm đó gã cũng tham gia, có điều khi cảnh sát ập đến gã đã trốn thoát, gã trừng mắt nói các người đừng có dọa tôi, giết người phải đền mạng và đền tiền, đây là cái lý lẽ thông thường từ cổ chí kim, em trai tôi dù là có phạm tội, nhưng cũng phải để công an xử lý nó. Phải ngồi tù thì ngồi tù,
phải bị bắn chết thì bị bắn chết, ông già đó dựa vào đâu mà bắt nhát súng kết liễu đời nó chứ? Đây là mưu sát, chúng tôi cần chính phủ cho chúng tôi một lời nói, chúng tôi muốn tên Trần Sùng Sơn đó phải đền mạng. Chu Hằng trong lòng thầm chửi, không dọa các người thì để các người cưỡi lên đầu lên cổ, y bực mình nói, sự việc đã điều tra rất rõ ràng rồi, lúc đó Chu Hồng Vệ dùng hung khí công kích bí thư thị ủy Đỗ, nguy hại đến tính mạng của anh ta, vì thế Trần Sùng Sơn mới phải bắn phát súng đó. Chu Hồng Tinh ngang ngược, mạng của bí thư là mạng, chẳng lẽ mạng sống của em trai tôi thì không phải hay sao? Các người quan lại bảo vệ lẫn nhau, còn chẳng phải vì lão già đó quen biết với bí thư thị ủy ư? Thiệu Vệ Giang tức giận, anh nói linh tinh cái gì đấy? Có tin tôi còng tay anh lại ngay không? Chu Hồng Quân và một người còn lại rõ ràng đang đóng hai vai khác nhau, Chu Hồng Quân nói, xin lỗi các vị lãnh đạo, em hai của tôi là một người thô lỗ không biết nói chuyện, vừa nãy trước mặt các phóng viên nó cũng nói như vậy. Chu Hằng chau mày, ý thức được rằng người tên Chu Hồng Quân ở trước mặt không phải là người đơn giản, câu này rõ ràng là đang uy hiếp bọn họ, đang thầm ám thị với bọn họ, giới truyền thông đã đánh hơi được tin tức của sự việc này rồi. Chu Hằng nói, sự việc còn chưa làm xong, các người làm trò thế này có nghĩa lý gì? Chúng tôi đã nói Trần Sùng Sơn vô tội hay chưa? Chính phủ còn chưa đưa ra phương án cụ thể, các người đã làm ầm lên, chỉ làm cho sự việc càng phức tạp phiền toái hơn thôi, có lợi gì với các người không? Chu Hồng Quân nói, bí thư Chu, nghe nói ông cũng là người của thôn Chu Tiểu Kiều, nói gì chúng ta cũng là tình làng nghĩa xóm, ông là quan phụ mẫu của chúng tôi. Tôi hy vọng rằng ông có thể làm chủ chúng tôi. Chu Hằng nói, nếu như các người còn tin tưởng chính phủ, còn tin tưởng đảng, còn tin tưởng ông quan phụ mẫu là tôi, thì các người khuyên mọi người quay về, tôi hứa việc này sẽ xử lý công bằng. Chu Hồng Quân nói, bí thư Chu, chúng tôi tin ông một lần, hy vọng ông mau chóng giải quyết chuyện này. Chu Hằng đường đường nói, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cho mọi người một kết quả công bằng. Sau khi đàm phán, tất cả những người dân thôn Chu Tiểu Kiều đi về. Chu Hồng Quân nói, mỗi ngày chưa kết thúc, thì thi thể em tôi sẽ không được mai táng. Chu Hằng nói, các người không cần thiết phải làm như vậy, pháp y đã xét nghiệm thi thể rồi, kiểm định cũng đã xong rồi, cần phải mau chóng an táng đi thôi. Chu Hồng Quân nói, bí thư Chu, chúng tôi tin ông một lần, hy vọng ông mau chóng giải quyết chuyện này. Chu Hằng đường đường nói, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cho mọi người một kết quả công bằng. Sau khi đàm phán, tất cả những người dân thôn Chu Tiểu Kiều đi về. Cuộc họp thường ủy vừa bị bỏ dở giờ được tiếp tục, Chu Hằng nói, đồng chí Giang Vệ, việc của thôn Chu Tiểu Kiều nhất định phải mau chóng xử lý, việc như ngày hôm nay quyết không thể xảy ra lần thứ hai. Thiệu Vệ Giang nói, mục đích gây chuyện của họ rất rõ ràng, là muốn thông qua hành động này để uy hiếp chúng ta, muốn chúng ta thả những người dân đang bị bắt ra. Chu Hằng nói, thật là chẳng có thiên pháp gì hết. Y châm một điếu thuốc, Chu Hằng cũng là một tay nghiện thuốc lá. Từ điểm này có thể thấy không giống với tiềm nhiệm Lý Trường Vũ. Thiệu Vệ Giang nói, vừa nãy có không ít phóng viên ở đó, tôi đã bảo người để ý, có báo cáo. Chu Hằng hơi đờ người, việc gây chuyện của người dân thôn Chu Tiểu Kiều không ngờ lại có phóng viên đi theo, việc này quả nhiên không bình thường, y thấp giọng nói tan họp. Sau khi tan họp, Chu Hằng gọi một mình Thiệu Vệ Giang ở lại, điều y quan tâm là chuyện của Trần Sùng Sơn. Thiệu Vệ Giang nói, chứng cứ rất có lợi cho Trần Sùng Sơn. Ở tình hình lúc đó, ông ta muốn ngăn chặn hành vi phạm tội của Chu Hồng Vệ nên mới nổ súng. Ông ấy đã cứu bí thư Đỗ. Ở hiện trường có người đã chứng kiến tận mắt, đạo sĩ Tử Hà quan Lý Tín Nghĩa, còn có cả người phục vụ phòng chiêu đãi chính phủ thành phố Tô Viện Viện. Chu Hằng nói, cũng có nghĩa là, ông ta không sao. Thiệu Vệ Giang nói, nếu nhìn từ một góc độ nào đó, thì Trần Sùng Sơn còn là người vì nghĩa quên thân. Chu Hằng nghe bốn từ này, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Y nhắc nhở Thiệu Vệ Giang, nhất định phải an ủi cho thật tốt dân tình của thôn Chu Tiểu Kiều, khi cần thiết thì phải sử dụng những thủ đoạn đặc biệt. Thiệu Vệ Giang gật đầu, thật ra vụ án của Trần Sùng Sơn đã rất rõ ràng, phát súng đó của Trần Sùng Sơn là vì cứu Đỗ Thiên Giã, điểm này bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã có thể làm chứng cho ông ta. Đỗ Thiên Giã đã dặn dò phải đối tốt với Trần Sùng Sơn, cục trưởng thì cục Vinh Bằng Phi cũng đã nhấn mạnh chuyện này, Thiệu Vệ Giang làm sao có thể làm trái được. Trước mắt Trần Sùng Sơn đã được đưa lên thị cục, để cục trưởng thị cục đích thân thẩm vấn. Những hiện tượng này cho thấy rằng, bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã đang bảo vệ Trần Sùng Sơn. Việc náo loạn lần này của thôn Chu Tiểu Kiều thật không bình thường, nhiều người như vậy đến cửa chính phủ huyện ủy, mục đích của họ rất rõ ràng, đó chính là trừng phạt hung thủ, còn chỉ rõ là Trần Sùng Sơn,
nhưng phóng viên tỉnh lại xuất hiện ở hiện trường. Đám dâm này từ lúc bắt đầu tụ tập đến khi đàm phán, thậm chí trong quá trình đàm phán đều rất lý trí và kiềm chế, điểm này làm cho người ta rất kỳ lạ. Chu Hằng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, vẫn gọi điện cho Phó Thị trưởng Thường vụ Lý Trường Vũ, y nói chuyện với Lý Trường Vũ trước là có nguyên nhân cả, một là vì y vừa Lý Trường Vũ là bạn học cũ, có quan hệ với nhau, hai là vì Lý Trường Vũ trước kia đã làm bí thư huyện ủy huyện Xuân Dương, rất quen với công việc này, từ chỗ y có thể được một vài kiến nghị chính xác, ba là vì bí thư thị ủy Đỗ Thiên Dã rõ ràng không thích gì y. Nếu như vì chuyện này mà làm tức Đỗ Thiên Dã thì lại bị Đỗ Thiên Dã mắng cho. Trong hai ngày, Đỗ Thiên Dã bị đánh ở núi Thanh Đài đã đồn ầm ra ngoài, dù là bí thư thị ủy không nói gì, nhưng những vết thương trên mặt gã đã nói rõ hết tất cả. Tất nhiên có người sẽ hiếu kỳ, có người sẽ sung sướng, nhưng Đỗ Thiên Dã không nói, thì không ai dám chủ động đi hỏi, cũng không ai dám hỏi cả. Sự việc như thế này không thể giấu mãi được. Lý Trường Vũ mặc dù cũng rất hiếu kỳ, nhưng y không có thói quen đi hỏi những việc trong quá khứ, đến khi Chu Hằng gọi điện đến, Chu Hằng nói, bạn học cũ à, việc này tôi cảm thấy có gì không đúng. Lý Trường An nói, có gì mà không đúng. Trần Sùng Sơn là chiến hữu của cha bí thư Đỗ đi thăm ông ta, rồi bị cuốn vào cuộc đánh nhau, có gì kỳ lạ đâu. Chu Hằng nói, tôi không nói chuyện đó, thật ra việc này đã rất rõ ràng, có một giám cướp, họ đã phát hiện ra kho báu của An Dâu Rậm rồi, sau khi ăn cắp xong. Lại cố ý phát tán tin tức ra, để người dân xung quanh đến đó tranh giành, mục đích của họ là phá hoại hiện trường, giấu giếm hành vi phạm tội của chúng, nhưng không ngờ hậu quả lại quá nghiêm trọng, đám dân này vì tranh chấp tài sản đã xảy ra xung đột. Bí thư Đỗ vừa vặn ở đó, ông ta muốn đi ngăn chặn đánh nhau, nhưng những người điên cuồng đó không nghe ông ấy nói. Chu Hồng Vệ muốn dùng quốc công kích bí thư Đỗ, có sự uy hiếp với tính mạng anh ta, trong lúc quan trọng nhất, Trần Sùng Sơn đã đến kịp. Bắn một phát súng trúng vào Chu Hồng Vệ, ông ta vốn định cứu bí thư Đỗ, nhưng không ngờ lại bắn chết Chu Hồng Vệ rồi. Lý Trường An không nhịn nổi cười nói, anh đã điều tra sự việc rõ ràng vậy rồi, còn cần phải nói với tôi làm gì nữa. Lý Hằng nói, bạn học cũ à, vừa nãy những người dân ở thôn Chu Tiểu Kiều đã đến đại viện chính phủ huyện để gây chuyện. Vì chuyện này vừa xảy ra, nên Lý Trường Vũ chưa kịp nắm lấy tin tức, y hơi ngạc nhiên nói, họ còn dám đến gây chuyện. Lý Hằng nói, gây chuyện không phải là vấn đề kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở chỗ, tôi chưa từng thấy người dân gây chuyện lại trật tự có tổ chức đến vậy, lại còn bình tĩnh như thế nữa, mục đích của họ là Trần Sùng Sơn, muốn đàm phán với chúng tôi, trong quá trình đàm phán, mói cần phải để Trần Sùng Sơn đòi mạng, hiện trường còn không ít phóng viên nữa, bạn học cũ à, anh ở huyện Xuân Dương đã nhiều năm như vậy, anh đã từng gặp hành vi gây chuyện như thế này chưa? Đám người này bản lĩnh lớn vậy. Lại còn có thể mới phóng viên trên tỉnh về nữa chứ, đây chẳng phải là việc đã chuẩn bị trước rồi sao? Lý Trường Vũ trầm tư, những lời Chu Hằng nói đều không phải là chuyện nhỏ, vừa nghe thì không thấy gì, nhưng nếu nghĩ kỹ một chút, thì việc này không đơn giản như vậy. Nông dân gây chuyện của huyện Chu Tiểu Kiều không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng những phản ứng của giới truyền thông nhanh như vậy thật là kỳ lạ, mục đích của họ là gì? Chu Hằng nói, ý kiến của Bí Thư Đỗ với tôi rất lớn, tôi không dám trực tiếp phản ánh tình hình cho ông ấy. Bạn học cũ à, anh giúp tôi đưa ra chút ý kiến, tôi phải làm thế nào đây? Lý Trường Vũ nói, đầu tiên cần phải khống chế cảm xúc của đám dân thôn Chu Tiểu Kiều, đừng để họ làm loạn thêm lần nữa, cần phải ra lệnh bịt miệng, tất cả cán bộ và những cảnh sát tham dự, không được nhận lời phỏng vấn của đám nhà báo, tôi sẽ nói sự việc này với Bí Thư Đỗ. Chu Hằng nói, tôi cảm thấy trong lòng cứ thấp thỏm sau đó. Sau khi Lý Trường Vũ cục máy ngay lập tức đến phòng làm việc của Đỗ Thiên Dã. Gần đây Đỗ Thiên Dã rất ít khi ra ngoài, vết thương trên mặt vẫn chưa hết hẳn, đi ra ngoài sẽ có nhiều ảnh hưởng đến hình tượng. Gã vừa gọi điện cho Vinh Bằng Phi, biết được rằng Vinh Bằng Phi đã đưa Trần Sùng Sơn đến Giang Thành, trước mắt đang ở trong khách sạn Kim Thuẫn, còn cho hai cảnh sát đến bảo vệ sự an toàn cho ông ta. Vinh Bằng Phi bảo gã yên tâm, vụ án của Trần Sùng Sơn về cơ bản không có vấn đề gì. Mấy ngày gần đây tình cảm của Đỗ Thiên Dã không được ổn định, Trần Sùng Sơn là cha ruột của gã. Hơn nữa lần này ông vì cứu gã mới phải giết người, nếu như cha gã xảy ra bất cứ chuyện gì, gã sẽ không thể an tâm được. Lý Trường Vũ đến trước mặt Đỗ Thiên Dã ngồi xuống, Đỗ Thiên Dã đeo kính râm lên, Lý Trường An cười nói, không xấu lắm đâu mà. Đỗ Thiên Dã cười khổ hạnh, đám nông dân ở núi Thanh Đài đánh thật là mạnh, tôi suýt nữa thì mất mạng. Lý Trường Vũ nói, hơn 700 người dân ở thôn Chu Tiểu Kiều đã đến làm loạn ở chính phủ huyện Xuân Dương rồi.
Đỗ Thiên Dã vẫn chưa biết chuyện này, ngạc nhiên nói, việc xảy ra từ khi nào vậy? Lý Trường Vũ nói, vừa mới xảy ra thôi, Chu Hằng nói cho tôi, bảo tôi báo lại với anh tình hình. Đỗ Thiên Dã nói, bọn họ làm gì? Tổ chức đánh nhau, ăn trộm tài sản quốc gia, mà lại còn dám gây chuyện, ai gây chuyện đều bắt lại hết. Lý Trường Vũ nói, nhưng ở hiện trường còn có phóng viên. Câu này làm cho Đỗ Thiên Dã ngớ người, gã hiểu câu này có nghĩa là gì, nếu như có phóng viên ở đó, thì không phải là một việc gây chuyện bình thường nữa rồi. Lý Trường Vũ nói, phóng viên của tỉnh. Đỗ Thiên Dã trầm tư một lúc rồi nói, chắc chắn. Lý Trường Vũ gật đầu, y nhìn người bí thư thị ủy trẻ tuổi này, y không hâm mộ Đỗ Thiên Dã, vì y và Đỗ Thiên Dã có gia thế khác nhau, bước bắt đầu không giống nhau, không thể so sánh với người ta được. Khi Đỗ Thiên Dã mới đến Giang Thành, Lý Trường Vũ cũng giống như rất nhiều người khác xem thường khả năng của gã, nhưng sự thật đã chứng minh Đỗ Thiên Dã là một người dám nghĩ dám làm, mặc dù gã còn thiếu chút kinh nghiệm, nhưng gã nhiệt tình, sự nhiệt tình đó là điều không thể tìm thấy trên người những vị bí thư thị ủy trước đó. Có thể nói rằng việc Đỗ Thiên Dã đến Giang Thành đã thổi một luồng gió mới làm bay đi đám mây mù, Lý Trường Vũ dần dần tin tưởng rằng Giang Thành sẽ thay đổi vì Đỗ Thiên Dã. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 330.